Tín. Phải chăng cô đã ăn quả lừa? Chính cô, người luôn giữ vẻ ngờ vực và xa cách với mọi người xung quanh. Đã gần nửa đêm, thư viện thưa thớt dần, nhưng một số sinh viên sẽ ở lại tới tận 3-4 giờ sáng. Ở đây là như vậy. Isseul lấy cuốn sách của Tomboy mà cô đã tìm thấy trong quán trà ở Ý ra khỏi túi sách. Cô cứ lật dở cho tới khi bắt gặp bức ảnh chụp Luca Bartoletti cùng cô bạn gái Stella phóng chiếc mô tô bánh nhỏ trên đường phố Rome khi họ 20. Đừng bao giờ thôi yêu em, cô gái người Ý đã viết như vậy. Đó đúng là điều cô muốn nói với Jimbo. Cô lấy chiếc kéo cùng với một tuýp hồ dán trong hộp đựng dụng cụ học sinh của mình ra, rồi cũng dán lên những trang sách trắng, những tấm ảnh đẹp nhất chụp trong suốt 4 tuần hạnh phúc cô sống bên anh. Một bó kỷ niệm để những vé xem kịch và triển lãm họ đã cùng nhau đi xem. Triển lãm các tác phẩm của Tim Burton tại MoMA, nhạc kịch Chicago tại Ambassador Theater, cũng như tất cả các bộ phim anh đã cùng cô khám phá tại phòng chiếu phim của trường đại học New York. Donnie Darko, Requiem for a Dream, Brazil. Cô làm việc này suốt cả đêm, dành hết tâm huyết vào đó. Tờ mờ sáng, đôi mắt đỏ ngầu, đầu tóc xổ tung, cô dừng lại trước quầy bưu điện trong tòa nhà hành chính, mua một chiếc phong bì rồi cho cuốn sách bìa da màu xanh đậm vào để gửi sang Mỹ. Paris, Bệnh viện Marie Curie, phòng hồi sức khoa tim. Billy dần tỉnh lại, em không nói được do ống máy thở được luồn vào khí quản. Chúng tôi sẽ tháo cái này ra cho cô trong vài giờ tới, bác sĩ Closy trấn an. Ông kiểm tra lại những điện cực nhỏ được đặt trên ngực Billy để kích tim trong trường hợp nhịp tim bị chậm lại. Không có vấn đề gì, ông nói. Tôi mỉm cười với Billy, em nháy mắt đáp lại tôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. Thứ tư, 29 tháng 9, New York, Greenwich Villa. Em bị muộn rồi, cô gái vừa mặc quần áo vừa cào nhàu. Anh nói đã đặt đồng hồ báo thức rồi cơ mà. Cô mặc chiếc váy ngắn, xỏ giày và cài cúc áo sơ mi. Anh chàng trên giường nhìn cô cười đùa. Nếu muốn gọi cho em thì anh có số rồi đấy, cô vừa nói vừa mở cửa phòng ngủ. Ok, Christy. Tên em là Carrie, anh chàng tội nghiệp ạ. James Jimbo, thường gọi là Jimbo, cười khoe hết răng. Anh ngồi dậy, vươn vai mà chẳng hề tìm cách xin lỗi, cũng như giữ người tình một đêm lại. Anh ra khỏi phòng đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Mẹ kiếp, hết cà phê rồi, anh cào nhàu khi mở tủ bếp. Anh nhìn ra cửa sổ căn hộ liền kề và thấy Carrie gì đó đang đi ngược lên để tới phố Houston. Cũng tạm được, nó tóm lại là loại trung bình, 6 điểm trên 10, anh bĩu môi đánh giá. Dù sao cũng không đủ hấp dẫn để làm lần nữa. Cánh cửa căn hộ bật mở và Jonathan, cậu bạn cùng phòng bước vào, trên tay là hai cốc cà phê mua ở quán góc phố. Tớ gặp người giao hàng chuyển phát nhanh dưới nhà, cậu bạn vừa nói, vừa hất cằm chỉ gói bưu kiện kẹp dưới cánh tay. Cảm ơn, Jimbo nói rồi cầm lấy phong bì và cốc cà phê caramel. Cậu nợ tớ 3,75 đô, Jonathan thông báo. Cộng với 650 đô tiền thuê nhà, tớ đã ứng cho cả cậu 2 tuần trước. Rồi rồi, Jimbo trả lời nước đôi, mắt dán vào dòng địa chỉ trên phong bì. Của Isseul Park gửi, đúng không? Tớ dính vào cái thứ gì thế không biết? Anh hỏi rồi mở phong bì, bên trong có cuốn sách của Tomboy. Cái thứ này thật kỳ cục. Anh nghĩ khi mở cuốn tiểu thuyết và thấy những tấm ảnh do nhiều người dán vào. Tớ biết là cậu chẳng thèm quan tâm tới ý kiến của tớ, Jonathan tiếp tục. Nhưng để tớ nói cậu biết điều này, cậu đã cư xử không tốt với Isseul. Đúng là tớ cóc quan tâm tới ý kiến của cậu,
Jimbo khẳng định lại rồi uống một ngụm cà phê. Cô ấy vẫn để lại lời nhắn cho cậu trên máy trả lời điện thoại tự động. Cô ấy lo lắng cho cậu. Nếu cậu muốn chấm dứt với cô ấy, thì ít nhất hãy dành chút thời gian thông báo với cô ấy một cách đàng hoàng. Tại sao cậu lại đối xử như vậy với phụ nữ? Thực ra vấn đề của cậu là gì? Vấn đề của tớ là đời ngắn lắm và tất cả tớ sẽ chết hết. Giải thích cho cậu như vậy đủ chưa? Chưa, tớ chẳng thấy có gì liên quan cả. Tớ muốn trở thành đạo diễn, Jonathan ạ. Cuộc đời tớ chính là những bộ phim chứ không phải thứ gì khác. Cậu biết Chu Phao từng nói gì không? Điện ảnh quan trọng hơn cả cuộc đời. Và với tớ cũng vậy, tớ không muốn bị ràng buộc, không thích trẻ con, không thích đám cưới. Mọi người ai cũng có thể trở thành một người chồng tốt hoặc một ông bố tốt. Nhưng chỉ có duy nhất một Quentin Tarantino và một Martin Scorsese thôi. Hừm, cậu thật khó hiểu ở mọi cấp anh bạn ạ. Cậu không hiểu nổi thì cũng kệ thôi. Bỏ qua đi, Jimbo trả lời rồi rút lui vào phòng tắm. Anh tắm rửa rồi mặc quần áo thật nhanh. Thôi, tớ chuồn đây, anh nói rồi tóm lấy cái túi. Tớ có giờ học vào buổi trưa. Thế đấy, đừng quên tiền thuê. Quá muộn rồi, Jimbo đã đóng sập cửa. Jimbo thấy đói, anh mua bánh mì kẹp tại cửa tiệm Ma Mau rồi ngấu nghiến ăn trên đường tới khoa điện ảnh. Vì đến hơi sớm nên anh vào quán cà phê ngay cạnh trường uống một lon coca. Khi ngồi vào quầy, anh lại xem xét cuốn sách có bìa kiểu Gothic mà Iseun gửi tặng. Cô gái Hàn Quốc xinh đẹp, khá quyến rũ và thông minh. Cả hai đã rất vui vẻ, nhưng giờ đây cô nàng đã trở thành một thứ keo dính khó chịu với mấy bức ảnh lãng mạn xến này. Tuy nhiên, cuốn sách lại khiến anh thấy tò mò. Bộ ba thiên thần, cái tên này gợi cho anh điều gì đó. Anh ngẫm nghĩ rồi nhớ ra đã đọc trên tờ Variety rằng Hollywood đã mua lại tác quyền cuốn tiểu thuyết và sắp chuyển thể thành phim. Nhưng tại sao bản sách anh có trong tay lại trong tình trạng thế này? Anh rời ghế của mình, tới ngồi trước một chiếc máy tính để phục vụ khách hàng. Anh gõ mấy từ khóa về Tomboy và nhận được hàng nghìn trang có liên quan. Nhưng khi thu gọn kết quả tìm kiếm lại trong vòng 7 ngày gần đây, anh phát hiện ra có ai đó đang thông báo trên khắp các diễn đàn để tìm kiếm một bản sách đặc biệt mà một nửa số trang còn trắng nguyên. Và bản sách đó chính xác là thứ anh đang có trong túi. Anh bước ra vỉa hè trong khi vẫn mải nghiền ngẫm điều vừa đọc được và một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu. Greenwich Villa, cùng ngày hôm đó, buổi chiều tối. Kenwood & Co. Bookseller là một hiệu sách nhỏ nằm trên phố Green, chuyên buôn bán sách cũ và sách hiếm. Trong bộ com lê ôm sát và cà vạt tối màu, Kenneth Andrew đang bày thêm vào tủ kính một tác phẩm ông vừa mua được trong một phiên tranh giành tài sản nhộn nhạo giữa những người thừa kế của một nhà sưu tập lớn tuổi. Bản Godown, Moses có chữ ký của William Faulkner. Tác phẩm được đặt giữa một ấn bản đặc biệt của Scott Fitzgerald, bản thủ bút trên thủy tinh của ngài Arthur Conan Doyle, tấm áp phích của một cuộc triển lãm có chữ ký của Andy Warhol và bản nháp một bài hát của Bob Dylan viết ra mặt sau của hóa đơn khách sạn. Kenneth Andrew mở cửa hàng này đã gần 50 năm nay. Ông đã trải qua thời kỳ sơ khai của văn học phóng túng khi mà vào những năm 1950, Greenwich Villa là vùng đất của thế hệ tổn thương, của những nhà thơ, ca sĩ dân ca. Nhưng rồi tiền thuê nhà tăng dần, các nghệ sĩ tiên phong đã chuyển sang các khu khác từ khá lâu và giờ đây dân Greenwich chủ yếu là người giàu. Họ mua lại những thứ đồ hiếm của ông với giá cắt cổ để tìm chút hương vị của một quá khứ họ không biết đến. Chuông cửa hàng khẽ rung lên kính cong và một thanh niên xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Xin chào, Jimbo bước vào. Anh đã tới hiệu sách xinh xắn này mấy lần, với thứ ánh sáng dịu nhẹ, mùi cỏ khô và những bức tranh khắc cổ. Nơi này với anh nhớ tới cảnh trí của một bộ phim thời xưa và khiến anh có cảm giác như đang sống trong một thế giới khác.
tách biệt với không khí náo nhiệt của thành phố. Xin chào, Andrew đáp lại, tôi giúp gì được anh đây? Jimbo đặt cuốn sách của Tomboy lên quầy, ông quan tâm tới nó chứ? Người đàn ông đứng tuổi đeo kính vào rồi xem xét cuốn tiểu thuyết với một cái bĩu môi coi thường. Bìa già da, thể loại văn học bình dân, lỗi in ấn, chưa kể đến đám ảnh được dán cầu thả vào sách. Theo ông, cuốn sách này xứng đáng vứt vào giọt rác. Ông định nói vậy với người đối thoại thì chợt nhớ ra đã đọc được một tin trên tạp chí American Bookseller nói về việc loạt ấn bản đặc biệt của cuốn bestseller này đã bị hủy toàn bộ vì lỗi in ấn. Có lẽ đây... Tôi trả 90 đô, ông ta ra giá dựa theo trực giác. Ông đùa đấy à? Simbo bực bội. Đây là bản in đặc biệt đấy, tôi có thể bán được giá cao gấp 3 như vậy trên mạng. Vậy thì mời anh, còn tôi thì tôi chỉ nâng lên được đến 150 đô thôi. Được thì được, chẳng được thì thôi. Xong. Simbo quyết định sau một lúc suy nghĩ. Kenneth Andrew đợi cho anh chàng thanh niên ra khỏi cửa hàng, rồi mới lục tìm bài báo nói về cuốn sách. Sự vụ rắc rối ở Double Day sau khi phát hiện ra lỗ in hỏng. 100.000 bản in đặc biệt, tập 2 của bộ ba thiên thần của tác giả thành công Tomboy đã phải hủy đi. Thú vị đây. Người chủ hiệu sách già phán đoán, nếu may mắn một chút, có thể ông đang có trong tay bản sách hỏng duy nhất. Rome, Cuprati, 30 tháng 9. Khoác tạp dề trắng, Milo phục vụ bánh nhồi ragu, các loại pizza trong một nhà hàng Sicilian. Trên phố Degli Scipioni, sau khi Caroli đi, anh quyết định ở lại Rome thêm vài ngày và công việc này giúp anh có tiền thuê một phòng nhỏ trong khách sạn, cũng như được ăn miễn phí. Ngày nào anh cũng trao đổi thư điện tử với Tom và vui mừng vì bạn anh đã bắt đầu viết lại. Anh liên lạc với Double Day cùng nhiều nhà xuất bản nước ngoài khác để nói với họ rằng họ đã mai táng bạn anh hơi sớm và rằng sẽ sớm xuất hiện một tác phẩm mới của Tomboy trong các hiệu sách. Tối nay là sinh nhật tôi, cô gái mới quen nói với anh. Đó là một cô nàng tóc nâu xinh xắn, làm trong một cửa hàng giày cao cấp trên phố Condotti. Rất vui vì được biết. Cô ta cắn chiếc bánh ngon lành, để lại một chút son môi trên vỏ bánh. Tôi có tổ chức một bữa tiệc với các bạn tại căn hộ của mình, nếu anh có thể tới. Cô tử tế quá, nhưng thôi. Nếu là một tuần trước, hẳn anh sẽ chẳng để cô ta phải nài thêm. Nhưng từ sau khi Caroli kể chuyện đó, anh không còn như trước đây nữa. Câu chuyện của cô bạn khiến anh bị xáo trộn. Nó đã cho anh thấy phần vẫn ẩn đi trong hai con người mà anh yêu quý nhất trên đời. Tất cả chuyện này khiến anh chìm trong những cảm xúc trái ngược, niềm thương cảm vô bờ bến với Caroli, người mà giờ đây anh đã dành cho một tình yêu còn mãnh liệt hơn. Sự tôn trọng và tự hào với hành động của Tom, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mếch lòng vì họ đã không tin tưởng anh lâu đến vậy. Và đặc biệt là thế tiếc vì chính anh đã không thực hiện công việc bẩn thỉu ấy. Tôi nghĩ tôi sẽ thử món kem mứt kia xem sao. Cô nàng người Ý mũm mĩm vừa nói vừa chỉ chiếc bánh phủ đầy mứt quả. Milo định cắt cho cô ta một miếng thì điện thoại rung lên trong túi quần jean. Xin lỗi cô. Đó là một bức thư điện tử của Caroli. Chỉ vỏn vẹn mấy từ. Xem cái này đi. Kèm theo là một đường link. Tay vẫn còn dính mứt bánh. Anh bấm bừa lên màn hình cảm ứng và mở ra được một trang web cho phép tra cứu trực tuyến danh bạ của các hiệu sách chuyên nghiệp chuyên bán sách hiếm hoặc sách hạ giá. Nếu những thông tin trên trang này là chính xác, thì một hiệu sách ở Greenwich Villa vừa mới đăng tin bán cuốn sách anh đang tìm. Anh nhận được một tin nhắn của Caroli gần như ngay lúc ấy. Gặp nhau ở Manhattan. Và anh cũng trả lời ngay tắp lự. Tớ sẽ đến. Anh cởi tạp dề, để lại trên mặt quầy rồi rời khỏi nhà hàng. Thế còn món tráng miệng của tôi thì sao? Vị khách nữ nhảy dựng lên.
Bà Tư, cuốn sách cuộc đời. Thời gian đọc luôn là thời gian bị đánh cắp. Đó chính là lý do tại sao tàu điện ngầm lại là thư viện lớn nhất thế giới. Franoise Sagan, Paris, Bệnh viện Marie Curie. Billy hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc. Người ta rút máy thở, ống dẫn lưu và các loại điện cực ra, rồi chuyển em sang khu vực điều dưỡng của bệnh viện. Ngày nào giáo sư Closy cũng qua thăm bệnh cho em, tìm kiếm biến chứng nhiễm trùng có thể xảy ra hoặc dấu hiệu của chứng tràn dịch màng ngoài tim. Nhưng theo ông, tất cả đều trong tầm kiểm soát. Về phần mình, tôi đã biến bệnh viện thành nơi làm việc thứ hai của mình. Từ 7 rưỡi sáng tới 7 giờ tối, tôi đeo tai nghe chống ồn và ngồi làm việc với máy tính tại quán cà phê ở tầng trệt. Buổi trưa, tôi ăn tại khu vực dành cho nhân viên bằng thẻ của giáo sư Closy. Người đàn ông này ăn, ngủ khi nào quả là điều bí ẩn. Và với tư cách người đi cùng, tôi có một giường trong phòng của Billy. Nhờ thế, buổi tối chúng tôi có thể ở bên nhau. Chưa khi nào tôi si tình đến như vậy. Chưa khi nào tôi viết nhanh đến như vậy. Greenwich Villa, mùng 1 tháng 10, chiều tối. Carolee tới hiệu sách nhỏ trên phố Greenwich trước. Kerouac & Co. Bookseller. Cô ghé nhìn qua cửa kính và không tin vào mắt mình nữa. Cuốn sách ở kia. Cuốn sách được mở ra, đặt trên một khay bày mẫu với nhãn ghi bản duy nhất bên cạnh tập thơ của Emily Dickinson và tấm áp phích của bộ phim The Misfit có lời để tặng của Marilyn Monroe. Cô cảm thấy sự hiện diện của Milo phía sau mình. Chúc mừng cho lòng kiên trì của cậu, anh vừa nói vừa tiến lại gần mặt tiền hiệu sách. Lần này quả thực tớ đã nghĩ chúng ta sẽ không thể tìm lại được nó nữa. Cậu có chắc chính là nó kia không? Chúng ta sẽ kiểm tra ngay bây giờ, anh nói rồi bước vào hiệu sách. Cửa hiệu sắp đóng cửa, Kenneth Andrew đang đứng trước các kệ sách để sắp xếp lại sau khi hút bụi. Ông ngừng việc đang làm để tiếp đón các vị khách mới tới. Tôi có thể giúp gì hai vị đây? Chúng tôi muốn xem một trong những cuốn sách của ông, Carolee vừa nói vừa đưa tay chỉ cuốn tiểu thuyết của Tom. À, một bản sách đặc biệt, người chủ hiệu sách thốt lên rồi lấy cuốn sách ra khỏi tủ kính, hành động cẩn trọng như thể đang cầm trên tay một bản in cổ. Milo xem xét tỉ mỉ cuốn tiểu thuyết, ngạc nhiên trước cách mà các độc giả in dấu ấn của mình lên đó. Thế nào? Carolee lo lắng hỏi. Đúng là nó. Chúng tôi sẽ mua cuốn sách, cô nói đầy phấn khởi. Cô cảm thấy xúc động và tự hào. Nhờ có cô, giờ đây tính mạng Billy sẽ không còn nguy hiểm nữa. Lựa chọn tuyệt hảo, thưa bà, tôi sẽ đóng gói cho quý vị. Các vị muốn thanh toán theo cách nào? Ông bán bao nhiêu? Dựa vào kinh nghiệm của mình, Kenneth Andrew đánh hơi được hai người khách hàng rất ngưỡng mộ quyển sách nên không ngần ngại đưa ra một con số không tưởng. $6,000, thưa bà. Cái gì? Ông đùa đấy à? Milo thấy như nghẹn thở. Đây là bản duy nhất còn sót lại, người chủ hiệu sách phân trần thêm. Không, thế này chẳng quá là móc túi người ta à? Người đàn ông lớn tuổi chỉ ra cánh cửa ra vào. Vậy thì tôi không giữ các vị nữa. Được rồi, ông đi. Milo nổi khùng. Tôi sẽ làm vậy, thưa quý ông, và cũng chúc quý vị một buổi tối tốt lành. Andrew vặc lại rồi đặt cuốn tiểu thuyết lên khay bày hàng mẫu. Đợi đã, Carolee yêu cầu, cố tìm cách làm dịu tình hình. Tôi sẽ trả ông số tiền đó. Cô lấy ví ra rồi chìa cho người chủ hiệu sách thẻ tín dụng của mình. Thế này thật dễ chịu, thưa bà, người chủ hiệu nói rồi cầm lấy tấm thẻ nhựa hình chữ nhật. Paris, Bệnh viện Marie Curie, cùng ngày hôm đó. Thế tôi đã có thể xuất viện chưa? Tôi chán phải nằm dài cả ngày rồi, Billy than vãn. Giáo sư Closy đưa mắt nhìn cô đầy nghiêm khắc. Cô có thấy đau khi tôi ấn vào đây không? Vị bác sĩ vừa nắn lồng ngực cô vừa hỏi. Hơi đau,
Bác sĩ có vẻ lo lắng, Vinly đang sốt, vết mổ của cô ấy đỏ và mưng mủ, đường khâu hơi tách ra. Có thể đó chỉ là nhiễm trùng bề mặt, nhưng ông vẫn yêu cầu làm một số xét nghiệm. New York. Sao thế? Sao lại từ chối? Milo nói oang oang. Tôi cũng không rõ. Kenneth Andrew xin lỗi, nhưng hình như thẻ thanh toán của bà nhà có vấn đề gì đó. Tôi không phải vợ ông đây, Caroline chữa lại. Cô quay sang phía Milo. Hẳn tớ đã chi hết tiền trong thẻ tín dụng khi mua vé máy bay rồi, nhưng tớ vẫn còn tiền tiết kiệm. Cậu điên rồi, Milo nói lý lẽ với cô. Cậu sẽ sạt nghiệp mất. Caroline không muốn biết gì thêm. Tôi phải liên lạc với ngân hàng để họ chuyển khoản cho tôi, nhưng hôm nay là thứ sáu rồi và có thể mất chút thời gian, cô giải thích với chủ hiệu sách. Không vấn đề gì, bà cứ quay lại đây khi nào xong xuôi. Cuốn tiểu thuyết này rất quan trọng với chúng tôi, cô nhấn mạnh. Tôi sẽ giữ nó lại cho bà tới tối thứ hai, Andrew hứa rồi lấy cuốn sách ra khỏi tủ kính, đặt lên quầy. Ông nhớ giữ lời hứa nhé. Hứa danh dự với bà đấy. Paris, Bệnh viện Marie Curie. Thứ hai, ngày 4 tháng 10. Ái! Billy kêu lên khi cô y tá áp miếng gạc nóng lên lồng ngực cô. Lần này cô thấy đau dữ dội. Cô sốt suốt tuần qua và giáo sư Closey đã cho chuyển cô từ khu điều dưỡng về lại khoa tim mạch. Vị bác sĩ ngồi trên đầu giường xem xét vết mổ, nó vẫn tấy lên và tiếp tục chảy máu. Ông lo là cô bị viêm xương và tủy, viêm trung thất, một biến chứng hiếm gặp nhưng nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm khi phẫu thuật tim, có thể nguyên nhân là khuẩn cầu trùng vàng. Ông đã yêu cầu làm nhiều xét nghiệm, nhưng không cái nào giúp ích thực sự được cho ông. Chụp X-quang cho thấy có hai sợi chỉ thép bị đứt, nhưng vẫn rất khó phán đoán do các bọc máu lành xuất hiện sau phẫu thuật. Có thể ông lo lắng là thừa. Ông lưỡng lự, rồi muốn tự mình thực hiện một xét nghiệm cuối cùng. Ông cho một chiếc kim thật nhỏ vào khoang giữa hai lá phổi của Billy để hút ra chút dịch trung thất. Nhìn bằng mắt thường thì dịch hút được giống như là mủ. Ông yêu cầu tiêm kháng sinh và tĩnh mạch và gửi khẩn cấp mẫu dịch lấy được tới phòng thí nghiệm. Greenwich Villa, thứ hai, ngày 4 tháng 10, 9 giờ 30 phút. Như thường lệ, khi có mặt tại New York vào buổi sáng, tỷ phú Oleg Mohorov lại vào một quán cà phê nhỏ trên phố Brome gọi một cốc cappuccino. Cầm cốc giấy trên tay, anh bước ra vỉa hè và đi bộ trên phố Greeny. Mặt trời mùa thu chiếu những tia nắng nhẹ lên các tòa nhà ở khu Manhattan. Oleg thích lững thững đi dạo trên các con phố. Làm thế không phải là lãng phí thời gian mà hoàn toàn ngược lại. Đó là những quãng thời gian suy ngẫm và thường giúp anh đưa ra được những quyết định quan trọng nhất trong đời. Anh có một cuộc hẹn lúc 11 giờ để thanh toán một giao dịch bất động sản quan trọng. Tập đoàn anh lãnh đạo đang chuẩn bị mua lại các tòa cao ốc và nhà kho tại Williamsburg, Greenpoint và Coney Island để biến chúng thành các khu nhà ở cao cấp. Một dự án không được dân trong các khu này ủng hộ, nhưng đó không phải vấn đề của anh. Oleg 44 tuổi nhưng khuôn mặt hơi tròn trĩnh khiến anh trông trẻ hơn. Mặc quần jean, áo vest nhung cùng một chiếc áo thun có mũ, nhìn anh không giống với một người ở địa vị của mình, một trong những nhân vật giàu nhất nước Nga. Anh không phô ra bên ngoài sự giàu có của mình, không đi lại bằng xe limousine như những nhân vật VIP khác, còn đám vệ sĩ thì luôn biết giữ khoảng cách với anh và biến mình thành vô hình. Năm 26 tuổi, khi anh đang dạy triết học tại vịnh Avacha, người ta đã đề nghị anh tham gia đội tuyển thành phố Petropavlovsk, Kamchatsky, một thành phố cảng nằm ở miền đông nước Nga. Anh rất hứng thú với cuộc sống địa phương và nhân cuộc cải cách kinh tế xã hội của Einstein, anh đã bắt tay vào kinh doanh, hợp tác với các doanh nhân, không phải lúc nào cũng đáng tin cậy, nhưng lại biết giúp anh tận dụng chính sách tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước. Thời kỳ đầu, trông anh không có vẻ gì của một thương nhân,
nên các đối thủ thường bị anh phỉnh phờ bởi vẻ bề ngoài mơ màng và vô hại, nhưng lại ẩn giấu một ý chí lạnh lùng không gì khuất phục nổi. Giờ đây anh đã tạo dựng được sự nghiệp và thoát khỏi những mối quan hệ bạn bè dày dà. Anh sở hữu nhiều khu đất tại London, New York và Dubai, có một du thuyền, máy bay riêng, một đội bóng rổ nhà nghề và một đội đua công thức một. Oleg dừng lại trước tủ kính của hiệu sách nhỏ Kerouac & Co. Ánh mắt anh bị tấm áp phích phim The Misfit có lời đề tặng của Marilyn Monroe thu hút. Một món quà cho Mariki, tại sao lại không nhỉ? 2 năm nay, anh hẹn hò với Mariki Van Eden, một siêu mẫu người Hà Lan 24 tuổi. Ảnh họ được tất cả các tạp chí mốt đăng lên trang bìa. Xin chào, anh nói khi bước vào hiệu sách. Tôi có thể giúp gì được ông đây? Kenneth Andrew chào đón anh. Đây có thật là chữ ký của Marilyn không? Dĩ nhiên, thưa ông, có cả chứng nhận kèm theo đây, một món rất đẹp. Đáng giá bao nhiêu? 3.500 đô, thưa ông. Đồng ý. Oleg chấp nhận ngay mà không mặc cả. Tôi mang đi tặng, vậy nên ông có thể gói lại không? Tôi làm ngay đây. Trong khi người chủ hiệu sách cẩn thận cuộn tấm áp phích lại, Oleg lấy thẻ Platinum của mình ra đặt lên quầy, ngay cạnh một cuốn sách bìa da màu xanh. Tomboy, bộ ba thiên thần. Đây là tác giả Mariki thích nhất. Anh tự cho phép mình mở cuốn tiểu thuyết ra xem. Cuốn sách này giá bao nhiêu? À, tôi rất tiếc, nó không phải để bán. Oleg mỉm cười. Trong kinh doanh, anh thực sự chỉ thấy hứng thú với những thứ đeo cái mác không phải để bán. Bao nhiêu? Anh nhắc lại. Khuôn mặt tròn trĩnh của anh đã mất đi vẻ ngây thơ. Giờ đây, đôi mắt anh ánh lên một ngọn lửa khiến người ta lo ngại. Nó đã được bán rồi, thưa ông, Andrew bình tĩnh giải thích. Nếu được bán rồi, sao nó còn ở đây? Vị khách ấy sẽ tới lấy sau. Vậy là họ vẫn chưa trả tiền. Đúng vậy, nhưng tôi đã hứa danh dự rồi. Lời hứa danh dự của ông đáng giá bao nhiêu? Lời hứa danh dự của tôi không phải để bán. Ông chủ hiệu sách cương quyết đáp lại. Ngay lập tức, Andrew cảm thấy khó chịu. Ở người đàn ông này có cái gì đó đầy đe dọa và dữ dội. Ông quẹt tấm thẻ tín dụng, rồi chìa cho vị khách người Nga gói quà cùng hóa đơn. Ông thở phào nhẹ nhõm vì cuộc mua bán đã chấm dứt. Nhưng Oleg không hiểu như vậy. Thay vì ra khỏi cửa hàng, anh lại ngồi vào chiếc ghế bành da màu vàng hung đặt ngay đối diện quầy. Mọi thứ đều để bán, không phải vậy sao? Tôi không nghĩ vậy, thưa ông. Vậy ngài Shakespeare của ông đã nói gì nào? Anh vừa hỏi vừa cố nhớ lại một câu trích dẫn. Tiền biến kẻ xấu xí thành xinh đẹp, khiến người già trẻ lại, biến điều bất công thành chính đáng, biến kẻ bị ổi thành nhà quý tộc. Đó là một cách nhìn thiếu khoan dung đối với con người, nó rất hợp với ông đúng không? Vậy cái gì là không thể mua được? Oleg khiêu khích. Ông biết rất rõ mà, tình bạn, tình yêu, phẩm cách. Oleg đập tan lý lẽ đó. Con người rất yếu đuối và có thể biến chất. Ông sẽ phải đồng ý với tôi rằng có những giá trị đạo đức và tinh thần vượt qua cả logic về lợi ích. Ai cũng có thể mua được bằng tiền. Lần này thì Andrew chỉ ra cửa ra vào. Xin chúc ông một ngày tốt lành. Nhưng Oleg không nhúc nhích một ngón tay. Ai cũng có thể mua được bằng tiền. Anh nhắc lại, giá của ông là bao nhiêu? Greenwich Villa, 2 giờ sau. Cái trò này là thế quái nào đây? Milo tức giận quát lên khi tới trước cửa hiệu sách. Caroli không tin vào mắt mình nữa,
Không chỉ có cửa sắt được kéo xuống, mà còn có một tấm biển được viết vội dành cho khách vãng lai. Đóng cửa một năm trước khi đổi chủ. Cô cảm thấy những giọt nước mắt dâng lên mình, quá nản lòng. Cô ngồi phệt xuống vỉa hè và đưa hai tay lên ôm đầu. Cô vừa mới rút 6.000 đô la. 15 phút trước, chính cô đã thông báo với Tom tin tốt lành này. Vậy mà giờ đây, cuốn sách đã bốc hơi ngay trước mũi cô. Milo tức giận đập mạnh vào cửa sắt, nhưng Carolee đứng dậy, cố gắng nói lý với anh. Cậu có thể đập phá tất cả những gì mình muốn, nhưng như thế chẳng thay đổi được gì cả. Cô lấy 6.000 đô tiền mặt ra rồi đưa cho anh phần lớn. Nghe này, tớ đã hết hạn nghỉ phép rồi, nhưng còn cậu, cậu phải tới Paris trợ giúp cho Tom. Đó là việc hữu ích nhất chúng ta có thể làm vào lúc này. Vậy là quyết định, vẫn còn hết sức chán nản. Cả hai cùng bắt taxi tới sân bay JFK, rồi mỗi người đi một hướng. Carolee về Los Angeles, còn Milo tới Paris. Newark, buổi chiều muộn. Cách đó vài chục km, tại một sân bay khác của New York, chiếc máy bay riêng của tỷ phú Oleg Mohorov cất cánh bay tới châu Âu. Một chuyến bay nhanh khứ hồi tới Paris để khiến Bariki ngạc nhiên. Tuần đầu tháng 10 này, cô người mẫu trẻ đang tham gia trình diễn tuần lễ thời trang tại thủ đô nước Pháp. Tất cả các nhãn hiệu thời trang đang giới thiệu bộ sưu tập mới nhất của mình tại đây đều tìm cách lôi kéo cô. Mang vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại, cô gái người Hà Lan thắp lên một ngọn lửa chỉ thuộc về mình cô. Cứ như thể từ trên đỉnh Olympus, các vị thần đã thả xuống trái đất một đống than cháy dở từ ngàn đời nay. Yên thân trong cái kén tằm của mình, Oleg lơ đãng mở cuốn sách của Tomboy ra rồi cho vào một chiếc phong bì có dây duy băng trang trí. Một món quà độc đáo, anh nghĩ, hy vọng cô ấy sẽ thích. Anh giải quyết mấy vụ việc suốt khoảng thời gian còn lại, rồi tranh thủ chợp mắt 2 tiếng. Paris, bệnh viện Marie Curie, ngày 5 tháng 10, 5 giờ 30 phút. Chứng nhiễm khuẩn bệnh viện, khỉ thật. Giáo sư Closy bực tức thốt ra khi bước vào phòng. Bị cơn sốt và cảm giác mệt mỏi hành hạ, Billy cứ nửa tỉnh, nửa mê suốt từ hôm qua. Tin xấu sao bác sĩ? Tôi đoán. Rất xấu, xét nghiệm dịch hút ra cho thấy có vi khuẩn. Chúng đang phát triển chứng viêm trung thất, một chứng viêm nhiễm nặng, đòi hỏi phải can thiệp khẩn cấp. Ông sẽ mổ lại chứ? Phải, đưa cô ấy lên phòng mổ ngay thôi. Máy bay của Oleg Mohorov hạ cánh xuống Nam Orly lúc 6 giờ sáng. Một chiếc ô tô kín đáo đợi tại sân bay để đưa anh tới đảo San Luis, ngay giữa lòng Paris. Chiếc xe dừng lại tại kè Bourbon, ngay trước một tòa nhà tráng lệ mang phong cách thế kỷ 17. Túi du lịch xách trên tay, phong bì của cuốn tiểu thuyết kẹp dưới nách, Oleg bấm thang máy lên tầng 6. Căn hộ 2 tầng, ngụ tại 2 tầng trên cùng. Từ đây có thể phóng tầm mắt xuống khung cảnh tuyệt đẹp trên sông Sen và cầu Marie, một món quà điên rồ anh tặng cho Mariki khi họ bắt đầu mối quan hệ. Oleg có chìa khóa riêng, anh mở cửa vào căn hộ. Cả căn nhà im lìm, chìm trong thứ ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm mai. Thả mình trên chiếc tràng kỷ bằng da màu trắng, anh nhìn thấy chiếc áo băng tô ôm sát người màu xám ngọc trai của Mariki. Bên cạnh đó là một chiếc blouson nam giới bằng da, nhưng không phải của anh. Anh hiểu ra ngay tức thì và không cần phải lên phòng ngủ ở tầng trên. Khi đã xuống phố, anh cố gắng che giấu nỗi nhục nhã với người tài xế. Nhưng quá giận dữ, anh dùng hết sức lẳng ngay cuốn sách xuống sông. Bệnh viện Marie Curie, 7 giờ 30 phút. Dưới sự chỉ đạo của giáo sư Closy, một bác sĩ nội trú đặt các tem chống rung lên cơ thể Billy. Cô đang lịm đi vì thuốc gây mê. Sau đó, vị bác sĩ phẫu thuật bắt tay vào việc
cẩn trọng tháo hết chỉ vẫn đang khâu trên lồng ngực ra, rồi mở rộng khoang ngực, cắt đi hết những mô bị hoại tử hay nhiễm trùng. Từ vết mổ rỉ ra thứ chất lỏng trông như mủ, Lucy quyết định phẫu thuật ngực đóng. Để hút thanh dịch từ vết mổ, ông cho đặt sâu ống dẫn lưu nhỏ được nối với các bình áp suất lớn. Sau đó, để kết thúc ca phẫu thuật, ông cố định chắc lồng ngực bằng các sợi chỉ thép mới, tránh không để các vận động hô hấp làm ảnh hưởng tới quá trình liền sẹo. Cuối cùng thì ca phẫu thuật cũng... Bác sĩ, bệnh nhân bị chảy máu. Bác sĩ nội trú hét lên. Chỉ có một chiếc phong bì bọc bên ngoài, cuốn tiểu thuyết bìa da màu xanh thẫm, nổi trên mặt nước sông Sen một lúc, rồi nước bắt đầu ngấm qua lớp giấy bọc. Mấy tuần qua, cuốn sách đã du hành khắp nơi, từ Malibu tới San Francisco, vượt đại Tây Dương sang thành Rome, rồi lại tiếp tục hành trình của mình tới tận châu Á, sau đó lại quay về Manhattan, để rồi từ đây bắt đầu chuyến đi cuối cùng tới nước Pháp. Nó đã biến đổi cuộc sống của tất cả những ai đã cầm nó trên tay, theo cách của riêng mình. Cuốn tiểu thuyết này không giống bao cuốn khác. Câu chuyện nó kể được thai nghén trong trí óc một chàng thanh niên bị tổn thương trước thảm kịch mà cô bạn gái thời thơ ấu phải trải qua. Nhiều năm sau, khi tới lượt chính tác giả bị lũ quỷ trong tâm trí mình vây hãm, cuốn sách đã đẩy một trong những nhân vật ra đời thực để tới giúp đỡ anh. Nhưng buổi sáng hôm ấy, khi nước sông bắt đầu làm phai mực các trang sách, thì dường như thực tế đang quyết định nắm lại quyền lực của mình, quyết tâm loại Billy khỏi cuộc sống nơi trần thế. 35. Thử thách của trái tim. Sau khi đã tìm mà chẳng thấy, cuối cùng người ta lại thấy lúc chẳng hề tìm kiếm. Jerome K. Jerome. Bệnh viện Marie Curie, 8:10. Mổ lại thôi, giáo sư Closy ra lệnh. Đó chính là điều ông lo sợ, tâm thất phải vừa bị toác ra và một dòng máu ồ ạt tuôn. Máu phun ra mọi phía, tràn ngập khoang ngực. Anh bác sĩ nội trú và cô y tá không hốt kịp, nên giáo sư Closy đã phải dùng tay ấn vào tim để thử cầm máu. Lần này, tính mạng của Billy ngàn cân treo sợi tóc. Kẻ San Bernard, 8:45. Nào các anh, đến giờ vào việc rồi, không phải là lúc ăn sáng nữa đâu. Đội trưởng Karini Agnelli tuôn ra một tràng khi bước vào phòng nghỉ tại trụ sở của đội tuần tra sông. Một tay cầm bánh sừng bò, tay kia là tách cà phê sữa. Trung úy Diaz và Capella, đang xem lướt mấy bài báo trên tờ Parisien. Tai thì nghe mục giả giọng bắt chước người nổi tiếng phát vào buổi sáng trên kênh phát thanh. Với mái tóc cắt ngắn để rối cùng những vết tàn nhang quyến rũ, trông Carini vừa đầy vẻ nữ tính lại vừa nghiêm khắc. Bực bội trước sự bừa bãi này, cô tắt đài rồi khuấy động cánh đàn ông. Sở vừa mới gọi, chúng ta có một vụ khẩn cấp. Một gã say xỉn vừa mới nhảy từ cầu Marie xuống, vậy nên các anh có định rút tay ra khỏi... Đi thôi đội trưởng, Biat cắt ngang lời cô, không cần phải nói nhiều đâu. Sau vài giây, cả ba đã ngồi trên chiếc Cormoran, một trong những con tàu của đội để tuần tra trên sông ở Paris. Con tàu rẽ sóng, đi dọc theo kè Henry IV, rồi chui qua dưới cầu Sully. Phải bất cẩn tới mức nào thì mới ngã xuống nước giữa cái thời tiết giá lạnh này, Biat nhận xét. Cả hai anh trông cũng không có vẻ gì là tươi tỉnh cho lắm, Carini nói. Tối qua, đứa nhỏ có thức giấc liên tục, Capella thanh minh. Thế còn anh, Diaz? Còn tôi thì là do mẹ tôi. Mẹ anh hả? Chuyện lằng nhằng lắm, anh trả lời qua quýt. Cô cũng không hỏi thêm, chiếc tàu tuần tra tiếp tục hành trình của mình, dọc theo đường George Pimodu cho tới khi... Tôi thấy rồi. Capella hét lên sau ống nhòm. Chiếc tàu chạy chậm lại khi đi qua dưới gầm cầu Marie. Một người đàn ông đang vùng vẫy trong nước, chật vật cố gắng bơi vào bờ nhưng bị cuốn trong chiếc áo khoác.
nên khó cử động nổi và đã gần ngạt thở. Ông ta sắp chết đuối rồi, Carini nhận định. Ai xuống đây? Lần này tới lượt Diaz, Capella khẳng định. Cậu đùa chắc, tối qua chính tớ đã. Ok, tôi hiểu rồi, cô gái cắt ngang lời anh. Cuối cùng ở đây chỉ có mình tôi là phụ nữ thôi. Cô kéo khóa bộ quần áo liền quần rồi lao xuống nước, trước ánh mắt ngượng ngùng của hai cấp dưới. Cô bơi tới chỗ người đàn ông, trấn an ông ta rồi đưa ông ta tới chỗ chiếc Cormoran. Ở đó, Diaz đón ông ta lên tàu, lấy chăn ủ ấm cho ông ta, sau đó mới bắt đầu sơ cứu. Vẫn còn ngâm mình trong nước, Carini nhận thấy có vật gì đó nổi lềnh bềnh trên mặt nước sông. Cô tóm lấy nó, đó là một chiếc phong bì lớn bằng chất dẻo. Chắc chắn không phải là thứ dễ phân hủy, chống ô nhiễm môi trường cũng là một phần việc của cục đường sông. Vậy nên cô thu lấy gói đó ngay trước khi Capella kéo cô lên tàu. Bệnh viện Marie Curie. Kiếp mổ làm việc cả buổi sáng, nỗ lực cứu mạng Binley. Dự định khắc phục vết rách ở tâm thất phải nên bác sĩ Closy dùng một phần nếp gấp ở màng bụng để đóng đường rạch lại. Đây là cơ may cuối cùng, tiền lượng cho ca mổ ông mấy sáng sủa. Kẻ San Bernard, 9:15. Khi quay lại trụ sở của đội tuần tra sông, trung úy Capella lo dọn dẹp con tàu trước khi đưa vào máy lau chùi áp lực lớn. Anh nhặt chiếc phong bì ngấm đẫm nước trông như một miếng bọt biển lên, trong đó là một cuốn sách bằng tiếng Anh, có vẻ như nó khá bẩn. Anh định lẳng nó vào thùng rác, nhưng cuối cùng lại đổi ý, đặt nó lên bờ kè. Nhiều ngày trôi qua, Milo tới Paris gặp tôi và giúp đỡ tôi trải qua thời kỳ khó khăn này. Chấp trời giữa sự sống và cái chết, Billy nằm lại phòng hồi sức hơn một tuần dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ Closy. Cứ 3 tiếng, ông lại đánh giá lại tình hình sức khỏe của bệnh nhân một lần. Thấu hiểu tình cảm của tôi, ông cho phép tôi được đưa vào phòng hồi sức. Vì vậy mà hầu như cả ngày tôi ở đó, ngồi trên chiếc ghế đầu, máy tính xách tay đặt trên đầu gối, miệt mài gõ lên bàn phím theo nhịp tiếng động từ chiếc máy đo nhịp tim điện tử và máy thở nhân tạo. Mê man do thuốc giảm đau, Billy được luồn ống thở vào khí quản, nằm giữa đống điện cực, ống dẫn lưu từ lồng ngực ra cùng những ống tiêm truyền từ cánh tay vào trên ngực. Hiếm hoi lắm, em mới mở được mắt, và khi ấy, tôi đọc thấy trong ánh mắt em nỗi đau đớn, tuyệt vọng. Tôi những muốn an ủi em, lau khô nước mắt cho em, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm, đó là tiếp tục viết. Giữa tháng 10, ngồi ở khoảng sân hiên một quán cà phê, Milo viết một bức thư dài gửi Caroli. Anh gập mấy tờ giấy cho vào phong bì, trả tiền cốc Perrier bạc hà, rồi băng qua phố sang phía bờ sông Sen, đoạn ngang tầm kè Malaquai. Trong lúc đi về phía Institut de France, nơi anh phát hiện ra có một thùng thư để gửi lá thư của mình, anh lững thững một lúc trước những quầy sách cũ. Những cuốn sách cũ vẫn còn tốt, nằm cạnh mấy tấm bưu thiếp, có ảnh của Doisneau, mấy tờ quảng cáo cho loại rượu chát noi, chồng đĩa nhạc từ những năm 1960 và đám móc chìa khóa xấu khủng khiếp hình tháp Eiffel. Milo dừng lại trước một hiệu chuyên bán truyện tranh, từ Hulk cho tới Spider-Man. Những giấc mơ thơ trẻ của anh được hiện thực hóa với các nhân vật truyện tranh của Marvel. Và buổi chiều hôm ấy, anh thích thú khám phá ra một vài cuốn truyện về Asterix và Lucky Luke. Giàn sách cuối cùng bày những cuốn đồng giá 1 euro. Milo tò mò lục lọi trong đó. Những bản sách bỏ túi cũ kỹ, ố vàng, những tờ tạp chí rách bươm. Và giữa đám lộn xộn đó, một cuốn tiểu thuyết bìa da màu xanh thẫm đã hỏng. Không thể thế được. Anh xem xét cuốn sách, bìa sách đã cong hết lên, các trang sách dính bết vào nhau và khô cứng lại. Where did you get this book? Anh hỏi, không thể thốt ra nổi một từ tiếng Pháp. Chú thích, tiếng Anh trong nguyên bản. Ông lấy quyển sách này ở đâu? Người chủ hiệu sách lúng búng vài từ tiếng Anh,
để giải thích với anh rằng ông ta nhặt được cuốn sách trên bờ kè. Nhưng Milo không thể nào biết được nhờ phép lạ nào mà cuốn sách anh đã mất dấu ở New York 10 ngày trước giờ lại có mặt tại Paris này. Vẫn còn hết sức ngỡ ngàng, anh lật đi lật lại cuốn sách trên tay. Đúng là cuốn sách đang ở đây, nhưng hãy thử nhìn xem giờ trông nó thế nào. Ông chủ hiệu sách hiểu nỗi bối rối của anh. Nếu anh muốn đóng lại thì tôi có thể giới thiệu cho anh chỗ làm. Ông ta đề nghị rồi chìa cho anh một tấm danh thiếp. Khu nhà phụ của tu viện Saint Bernard. Đâu đó tại Paris. Trong xưởng đóng sách thủ công của các tu sĩ, Sir Marie Claude xem xét cuốn sách người ta giao cho bà. Phần thân sách cong veo, dính vết, còn bìa giả da thì hỏng nặng. Quả là khó khôi phục lại theo như yêu cầu, nhưng Sir vẫn quyết tâm bắt tay vào công việc. Bà bắt đầu cẩn thận tháo cuốn sách ra, sau đó với chiếc máy làm ẩm, bà phun lên cuốn tiểu thuyết một làn hơi ẩm nhẹ. Nhiệt độ hơi nước được hiển thị trên màn hình điện tử. Làn hơi ẩm thấm vào giấy, khiến các trang dính vết tách rời ra. Vì đã ướt đẫm nước nên các trang sách rất mỏng mảnh và đôi chỗ bị phai mực. Sir Marie Claude khẽ khàng luồn giấy thấm vào giữa mỗi trang giấy, rồi đặt cuốn sách lên đùi. Sau đó, bằng lòng kiên nhẫn vô tận, bà dùng máy sấy tóc để đưa cuốn sách về lại với cuộc sống. Vài giờ sau, người ta lại có thể lật dở các trang sách tương đối dễ dàng. Sơ tỉ mẩn kiểm tra từng trang một để chắc rằng công việc đã hoàn thành tốt. Bà dán lại các bức ảnh đã bong ra và cả lọn tóc nhỏ mượt mịn đến mức tưởng như tóc thiên thần. Cuối cùng, để trả lại cho cuốn sách hình dạng ban đầu, bà kẹp nó giữa hai tấm ván máy ép suốt một đêm. Hôm sau, Sơ Marie Claude làm cho cuốn sách một tấm bìa mới. Trong khoảng không nhập định nơi xưởng đóng sách, giữa sự tĩnh mịch, bình lặng, bà làm việc càng ngày với sự chính xác của một vị bác sĩ phẫu thuật để làm một tấm bìa sách bằng da bê nhuộm màu. Trên đó, bà gắn thêm một mẫu da cừu non để trang trí, rồi khắc tên cuốn tiểu thuyết bằng chữ mạ vàng lên. 7 giờ tối, anh chàng người Mỹ với cái tên kỳ lạ tới gõ cửa tu viện. Sir Marie Claude đưa cuốn sách lại cho Milo. Anh này hết lời ca tụng công trình của bà, khiến bà không khỏi đỏ mặt. Dậy đi, Milo vừa lay lay tôi vừa ra lệnh. Khỉ thật. Tôi vẫn đang ngủ thiếp đi trước màn hình máy tính ở phòng bệnh của Billy, căn phòng em nằm điều trị trong khi chờ người ta phẫu thuật lại. Tối nào tôi cũng ở lại đây với sự thuận tình ngấm ngầm của nhân viên bệnh viện. Rèm đã được kéo xuống và cả căn phòng chìm trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ. Mấy giờ rồi? Tôi dụi mắt hỏi. 11 giờ. Hôm nay là thứ mấy rồi? Thứ tư. Cậu ta không thể không thêm một câu châm chọc. Để cậu khỏi phải hỏi thì giờ đang là năm 2010 và Obama vẫn là tổng thống. Khi tôi đắm chìm vào một chuyện nào đó thì dường như các vạch mốc thời gian trong tôi. Cậu viết được bao nhiêu trang rồi? Cậu ta hỏi rồi nghiền cổ cố đọc qua vai tôi. 250 trang, tôi vừa đáp vừa hạ màn hình xuống. Được một nửa rồi. Billy thế nào? Vẫn đang được theo dõi trong tình trạng hồi sức. Cậu ta trịnh trọng lôi từ trong túi các tông ra một cuốn sách được đóng rất cầu kỳ. Tớ có quà cho cậu đây, cậu ta nói với vẻ bí hiểm. Phải mất một lúc, tôi mới hiểu ra đây chính là cuốn tiểu thuyết của mình mà Milo cùng Caroli đã phải lùng khắp nơi khắp chốn. Cuốn sách đã được khâu lại chắc chắn, bìa ngoài bằng da mới cứng, sờ vào nhẵn thín. Không có gì phải lo lắng cho Billy nữa, Milo trấn an tôi. Giờ đây việc duy nhất cậu cần làm đó là viết cho xong cuốn tiểu thuyết để đưa cô ấy trở lại thế giới của mình. Nhiều tuần, nhiều tháng trôi qua, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Làn gió tới cuốn đi những chiếc lá vàng rơi trên vỉa hè và tiếp sau ánh nắng dịu nhẹ của tiết trời thu là cái khắc nghiệt của mùa đông. Các quán cà phê xếp những dãy ghế ngoài sân yên lại và đốt lò sưởi lên. Những hàng bán hạt dẻ xuất hiện ở lối ra của bến tàu điện ngầm.
nơi khách qua đường kéo mũ bonnet lên trùm đầu và thắt chặt khăn quàng. Được đà, tôi viết càng lúc càng nhanh hơn, mải miết gõ bàn phím tới mức gần như không kịp lấy lại hơi. Giờ đây, tôi say mê trong câu chuyện, mà mình là nạn nhân thì đúng hơn là người sáng tạo, và tôi như bị thôi miên bởi số thứ tự đang cứ chạy đi trên phần mềm soạn thảo văn bản. 350, 400, 450. Billy đã chịu được cú sốc và vượt qua thử thách của trái tim. Đầu tiên, người ta bỏ cái ống chạy vào thanh quản của em, rồi thay bằng một mặt nạ dưỡng khí. Sau đó, giáo sư Closy giảm dần lượng thuốc giảm đau và rút ống dẫn lưu cùng ống tiêm truyền ra. Ông cảm thấy nhẹ nhõm khi các mẫu vi khuẩn trích ra cho thấy không có thêm dấu hiệu bị nhiễm trùng. Tiếp đó, người ta tháo bông băng cho em và phủ lên các vết mổ một loại màng trong suốt. Nhiều tuần trôi qua, vết mổ của em dần liền lại. Billy bắt đầu tự ăn uống được. Tôi dìu em đi những bước đầu tiên dưới sự giám sát của một nhân viên vật lý trị liệu. Chân tóc em bắt đầu lấy lại được màu như trước kia, còn em thì tìm lại được nụ cười và sức sống. Ngày 17 tháng 12, cả Paris thức giấc dưới những bông tuyết đầu tiên, rồi tuyết rơi suốt buổi sáng. Và tới ngày 23 tháng 12, tôi đặt dấu chấm kết thúc cuốn tiểu thuyết của mình. 38. Lily. Chính số phận đã chia các con bài, nhưng chúng ta mới là người chơi. Randy Paul. Tớ đã đề nghị với cô ấy $15,000 để vào vai Billy, nhưng không phải trong phim, mà là trong đời thực. Tiết lộ của Milo giống như một cú đấm vào mặt tôi. Tôi loạng choạng như một võ sĩ quyền Anh trúng đòn, ngã khuỵu giữa võ đài. Cậu ta lợi dụng lúc tôi bối rối để thanh minh. Tom, tớ biết như thế thật điên rồ, nhưng nó đã có tác dụng. Tớ không thể ngồi không, chẳng làm gì. Cần phải quất vào cậu một cú sốc đủ mạnh để cậu phải phản ứng. Đó là con bài cuối cùng của tớ để giúp cậu ra khỏi vực thẳm. Đầu óc đảo lộn, tôi nghe mà chẳng hiểu gì. Billy chỉ là một diễn viên. Tất cả cuộc phiêu lưu này chỉ là một màn dàn dựng. Tôi không thể để mình bị giễu cợt như vậy được. Không, tôi không tin, tôi nói, chẳng hợp lý chút nào. Ngoài chuyện giống nhau về ngoại hình, còn có rất nhiều bằng chứng chứng minh sự tồn tại của Billy. Bằng chứng nào? Những hình xăm chẳng hạn. Là giả đấy, đó là hình xăm có thể xóa được do nhân viên hóa trang trong đoàn phim thực hiện. Cô ấy biết mọi điều về cuộc sống của Billy. Tớ bắt Billy đọc tất cả tiểu thuyết của cậu và cô ấy đã xăm soi từng chi tiết một. Tớ không nói mật khẩu máy tính của cậu cho cô ấy, nhưng cô ấy đã vào được các file tiểu sử các nhân vật của cậu. Vậy sao cậu cũng vào được? Tớ đã thuê một kỹ thuật viên phá khóa của cậu. Cậu đúng là đồ đều cáng. Không, tớ là bạn cậu. Cậu ta có nói lý cũng vô ích, tôi không để mình bị thuyết phục. Nhưng chính cậu đã đưa tớ đến chỗ bà bác sĩ tâm lý để giam nhốt tớ lại. Bởi vì tớ biết rằng nếu kế hoạch của mình thành công, cậu sẽ cự tuyệt như vậy và cậu sẽ tìm cách trốn. Hình ảnh của tất cả những sự việc tôi đã trải qua cùng Billy hiện lên rõ nét trong đầu tôi. Tôi xua chúng đi, hy vọng có thể tìm ra điểm sơ hở trong lời nói của Milo. Đợi đã, cô ấy biết sửa ô tô khi chiếc Bugatti bị hỏng. Cô ấy học đâu ra được nghề cơ khí nếu các anh trai cô ấy không phải là chủ xưởng sửa xe? Cậu ta đáp lại ngay. Chỉ là tớ đã ngắt một dây cáp thôi, một trò được bày ra để xóa tạm mọi nghi ngờ của cậu. Đừng cố tìm kiếm nữa. Có một chi tiết lẽ ra đã có thể lật tẩy cô ấy, nhưng may thay cậu lại không phát hiện ra. Chi tiết nào? Billy rất hậu động, trong khi Lily lại khéo tay. Thật ngớ ngẩn, phải không? Đến bước này, trí nhớ của tôi đã phản lại tôi. Tôi chẳng thể nào nhớ nổi cậu ta có nói thật không nữa. Những lời giải thích của cậu hay lắm, nhưng cậu đã bỏ qua điều quan trọng nhất, căn bệnh của Billy.
Đúng là khi tới Mexico, mọi việc cứ dồn dập đổ xuống. Milo thừa nhận, khi ấy dù cho cậu vẫn chưa thể bắt đầu viết lại, nhưng rõ ràng là cậu đã khá hơn, và nhất là đã có điều gì đó giữa cậu và cô gái ấy. Dù cho cả hai bên đều không chịu thừa nhận, nhưng cậu và cô ấy đã phải lòng nhau. Khi ấy, tớ đã nghĩ tới chuyện nói rõ mọi sự cho cậu, nhưng Lily lại muốn tiếp tục. Vở kịch xung quanh căn bệnh của Billy chính là ý tưởng của cô ấy. Tôi như lạc lối giữa màn sương mờ mịt. Nhưng để làm gì cơ chứ? Vì cô ấy yêu cậu, ngốc ạ. Vì cô ấy muốn cậu được hạnh phúc, muốn cậu bắt đầu viết lại và chinh phục lại được trái tim Aurori. Và cô ấy đã thành công. Vậy mái tóc bạc là... Là tóc nhuộm. Còn mực in trong miệng? Chỉ là một ống mực tháo nắp được giấu dưới lưỡi. Thế còn các kết quả xét nghiệm tại Mexico, chất cellulosa tìm thấy trong người cô ấy. Chúng tớ đã cười vỡ bụng với cái màn ấy, tôm ạ. Khi ấy, bác sĩ Philipson sẽ nghỉ hưu 3 tháng sau đó. Tớ nói với ông ấy rằng cậu là bạn tớ và tớ muốn đùa cậu một chút. Ông ấy thì đang phát ngán về cái trung tâm khám chữa bệnh của mình và trò này khiến ông ấy vui. Nhưng giống như trong mọi kịch bản, bao giờ cũng có một hạt cát nhỏ làm chệch hướng tất cả. Đó chính là khi Aurori gợi ý cậu nên đưa Billy tới chỗ giáo sư Closy. Closy thì không phải là người có thời gian cho những trò đùa. Khi chúng tớ tới Paris, các triệu chứng của Billy không hề giống như giả vờ chút nào. Cô ấy sắp chết thật, tớ chắc chắn như vậy. Cậu có lý, và chính khi ấy đã có điều khác thường xảy ra, Tom ạ. Billy bị bệnh thật mà trước đó không hề hay biết. Chính nhờ giáo sư Closy, người ta đã phát hiện ra khối u ở tim cô ấy. Nói cách khác, tớ đã cứu cả hai người. Thế còn cuốn sách, cậu đã lùng suốt nhiều tuần liền khắp nơi trên thế giới. Về chi tiết này thì mọi chuyện vượt tầm kiểm soát của tớ. Cậu ta thừa nhận, Caroli không hề hay biết gì nên khăng khăng tin vào chuyện này. Chính cô ấy đưa ra các sáng kiến, còn tớ chỉ việc bằng lòng tham dự cuộc chơi. Milo chưa kịp nói hết câu thì cú đấm của tôi đã hất cậu ta úp mặt xuống thảm sàn. Cậu không có quyền làm thế. Không có quyền cứu cậu ư? Cậu ta vừa hỏi vừa đứng dậy. Không, đó không phải là chuyện có quyền hay không, mà đó là nghĩa vụ. Nhưng không phải là bằng mọi giá. Không, chính xác là như vậy, bằng mọi giá. Cậu ta quệt vệt máu chảy ra từ miệng, rồi bắt đầu đáp trả. Cậu đã chẳng làm giống như tớ sao? Để bảo vệ Caroli, cậu đã không ngần ngại giết người. Vậy nên, đừng lên mặt dạy đời tớ. Chúng ta sống như vậy đó, Tom ạ. Ngay khi bất cứ ai trong chúng ta khốn khó, hai người còn lại sẽ trợ giúp bằng mọi giá. Nhờ vậy mà tất cả chúng ta luôn đứng vững. Cậu đã đưa tớ ra khỏi cuộc sống đường phố. Không có cậu, giờ hẳn tớ vẫn còn ngồi tù, chứ không phải là đang cưới người phụ nữ tớ yêu. Không có cậu, có lẽ Caroli đã treo cổ tự vẫn bằng một sợi dây thừng, thay vì đang chuẩn bị sinh con. Còn cậu, giờ đây cậu sẽ thế nào? Nếu bọn tớ để mặc cậu tự hủy hoại mình, điều trị nội trú cho một bệnh viện, hoặc là đã chết. Một tia sáng trắng lọt qua lớp kính mờ, tôi để mặc câu hỏi của cậu ta lơ lửng. Giờ đây tôi quan tâm tới thứ khác. Thế giờ cô gái ấy ra sao rồi? Lily ấy hả? Tớ không biết gì hết. Tớ trả cô ấy tiền và cô ấy biến khỏi đời tớ. Tớ đoán cô ấy đã rời Los Angeles. Trước kia, cứ cuối tuần là cô ấy tới làm cho một hộp đêm tại Sunset Trip. Tớ đã quay lại đó, nhưng không ai ở đó còn gặp cô ấy nữa. Họ cô ấy là gì? Tớ cũng mù tịt, thậm chí tớ còn chẳng chắc Lily có phải là tên thật hay không nữa. Cậu không còn thông tin gì khác à? Nghe này, tớ hiểu là cậu muốn gặp lại cô ấy. Nhưng người phụ nữ cậu đang tìm kiếm là một nữ diễn viên hạng 2, làm phục vụ tại một câu lạc bộ thoát y vũ, chứ không phải Billy cậu từng yêu đâu.
cậu giữ lại những lời khuyên ấy cho mình đi. Vậy là cậu không còn thông tin nào khác sao? Không, tớ rất tiếc. Nếu biết thế này thì tớ đã hỏi kỹ hơn. Tôi ra khỏi bến tàu, lòng chịu nặng những lời thú nhận của Milo, rồi bước vài bước lên cầu tàu bằng gỗ, vươn ra trên mặt hồ. Thờ ơ trước những nỗi khổ của con người, bầy thiên nga trắng vẫn nhở nhơ bơi lội giữa đám đuôi diều dại. Tôi lấy xe ở bãi đỗ, rồi chạy dọc theo bờ biển cho tới tận Santa Monica, sau đó mới đi vào thành phố. Đầu óc vẫn còn choáng váng, tôi đi mà chẳng biết mình đi đâu. Băng qua Inglewood, tiếp tục qua Van Ness, rồi đại lộ Vermont. Sau đó, tôi mới nhận ra rằng, một lực kéo vô hình đã đưa tôi tới khu phố thời ấu thơ của mình. Tôi đỗ chiếc xe mui mềm gần mấy vườn hoa, mà từ thời tôi còn ở đây đã chẳng có gì khác ngoài đầu lọc thuốc lá và vỏ chai bia. Dưới chân các tòa nhà, mọi thứ đã thay đổi mà như chẳng thay đổi gì. Vẫn là những gã choe choai chơi bóng rổ trên sân giải nhựa đường, trong khi một số khác ngồi tựa lưng vào tường rình chờ chuyện gì đó xảy ra. Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng như một trong những gã ấy tới nói cộc lốc với tôi. Này, Mr. Freck! Nhưng giờ tôi đã trở thành người xa lạ và chẳng ai trêu chọc tôi. Tôi đi dọc theo sân bóng rổ có lưới sắt bao quanh cho tới tận chỗ bãi đỗ xe. Cái cây của tôi vẫn còn đây, cằn cỗi hơn, thưa lá hơn, nhưng vẫn đứng vững. Tôi tới ngồi xuống đám cỏ khô, lưng dựa vào thân cây giống như trước kia. Đúng lúc ấy, một chiếc Mini Cooper lăn bánh tới và đỗ chồm lên hai ô đỗ xe. Vẫn mặc váy cưới, Carolee bước ra khỏi xe. Tôi nhìn cô ấy tiến về phía mình, tay phải xách chiếc túi thể thao to tướng, còn tay trái thì giữ đuôi váy trắng, cố không để dây bẩn. Kìa, có đám cưới ở bãi đỗ xe, một gã trai danh mãnh trên sân bóng hét lên. Các đồng nghiệp của gã kéo tới xem một lúc rồi lại quay lại chơi. Carolee đi tới chỗ tôi dưới gốc cây. Chào Tom. Chào, nhưng tớ nghĩ là cậu nhầm ngày rồi, hôm nay không phải là sinh nhật tớ. Cô mỉm cười, rồi một giọt nước mắt kẽ lăn trên má. Milo đã kể cho tớ nghe hết mọi chuyện cách đây một tuần. Trước đó, xin thề là tớ không biết gì. Cô giải thích với tôi rồi ngồi lên bờ tường thấp ở bãi đỗ xe. Xin lỗi vì đã bỏ dở lễ cưới của cậu. Không sao, cậu thấy thế nào? Giống như một người nhận ra rằng mình là nạn nhân của một trò lừa đảo. Cô ấy lấy ra một bao thuốc lá nhưng tôi ngăn lại. Cậu điên à? Cậu phải nhớ là mình đang mang thai chứ. Vậy thì đừng nói những điều ngu ngốc nữa. Cậu không được nhìn nhận mọi thứ theo cách ấy. Vậy cậu muốn tớ phải nhìn nhận mọi chuyện theo cách nào đây? Tớ đã bị lừa, có vậy thôi. Hơn nữa lại bị chính người bạn thân nhất lừa. Nghe này, tớ đã thấy cô gái ấy cư xử với cậu thế nào rồi, Tom ạ. Tớ đã thấy cô ấy nhìn cậu thế nào. Và tớ đảm bảo với cậu, tình cảm của cô ấy không phải là giả. Không, chúng được định giá hết. $15,000, phải không? Ôi, đừng nói quá lên vậy. Milo chưa bao giờ yêu cầu cô ấy ngủ với cậu. Dù thế nào thì cô ta cũng đã vội vã chuồn mất khi hoàn thành hợp đồng. Thử đặt mình vào vị trí cô ấy mà xem. Cậu tưởng phải đóng vai trong đời thực là chuyện dễ dàng với cô ấy sao? Trong tâm tưởng cô ấy, cậu yêu một nhân vật, yêu một ai đó là cô ấy mà lại không thực sự là cô ấy. Carolee nói có lý, tôi đã thực sự đem lòng yêu ai đây? Nhân vật tiểu thuyết tôi đã tạo ra và Milo đã điều khiển như một con rối. Hay một nữ diễn viên thất bại tìm thấy trong màn kịch này vai diễn của đời mình? Thực sự là không ai cả. Người con gái tôi đem lòng yêu là người ngay giữa sa mạc Mexico đã khiến tôi nhận ra rằng có em bên cạnh, mọi thứ với tôi trở nên giàu hương vị, giàu màu sắc hơn. Tom, cậu phải tìm lại cô ấy, nếu không cậu sẽ hối hận cả đời đấy. Tôi lắc đầu.
Không được đâu, chúng ta đã mất dấu cô ấy, và thậm chí chúng ta còn chẳng biết cô ấy tên là gì. Tốt nhất là nên tìm đi, chứ đừng kiếm cớ thoái thác. Ý cậu muốn nói gì? Tớ cũng vậy, cậu thấy không? Tớ sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc nếu biết rằng cậu không hạnh phúc. Qua giọng nói của cô ấy, tôi hiểu rằng những lời đó thật lòng tới mức nào. Qua giọng nói của cô ấy, tôi hiểu rằng những lời đó thật lòng tới mức nào. Vậy nên, tớ mang tới cho cậu thứ này. Cô ấy cúi xuống chiếc túi thể thao, rồi chìa cho tôi một chiếc áo sơ mi vấy máu. Món quà đáng yêu lắm, nhưng tớ thích máy tính hơn. Tôi nói để không khí bớt căng thẳng. Cô ấy không thể không mỉm cười, rồi giải thích với tôi. Cậu còn nhớ buổi sáng, tớ cùng Milo tới nhà cậu, và lần đầu tiên cậu nói với chúng tớ về Billy không? Trong nhà cậu, đồ đạc vứt lung tung, và ngoài hiên cũng vậy. Có vết máu trên cửa kính và trên quần áo cậu. Đúng rồi, hôm ấy Billy đã cứa vào lòng bàn tay mình. Lúc nhìn thấy máu, tớ đã rất lo sợ. Tớ tưởng tượng ra mọi chuyện, rằng có thể cậu đã giết hoặc làm ai đó bị thương. Vậy nên, hôm sau tớ quay lại nhà cậu và lau sạch mọi vết máu. Tớ thấy cái áo này trong phòng tắm nên mang về vì sợ người ta lấy nó đi để điều tra. Lúc nào tớ cũng mang nó kè kè bên mình. Và khi Milo thú nhận mọi chuyện với tớ, tớ đã mang nó tới phòng thí nghiệm để kiểm tra ADN. Tớ đã so sánh kết quả với thông tin lưu trữ về ADN và... Cô ấy cả khiến tôi hồi hộp hơn khi lấy từ trong túi ra một hộp các tông. Và xin thông báo với cậu rằng bạn gái cậu là một cô nàng tội phạm đáng yêu. Tôi mở cặp tài liệu ra và thấy bản sao của một tập hồ sơ có đóng dấu FBI. Caroline giải thích. Cô ấy tên là Lily Austin, sinh năm 1984 tại Oakland. 5 năm vừa qua, cô ấy đã bị bắt 2 lần. Không có gì ghê gớm cả. Một lần vào năm 2006 vì tham gia biểu tình ủng hộ phá thai, và một lần nữa vào năm 2009 vì hút cần sa. Như thế mà cũng bị lập hồ sơ. Cậu không hay xem phim Led Express thường xuyên rồi. Cảnh sát California thu thập có hệ thống mẫu ADN của tất cả những người từng bị bắt hoặc bị nghi ngờ phạm tội gì đó. Nói cho cậu yên tâm nhé, cậu cũng có một hồ sơ như thế đấy. Cậu biết địa chỉ mới của cô ấy không? Không. Nhưng tớ đã nhập tên cô ấy vào cơ sở dữ liệu của cảnh sát và tìm thấy cái này. Cô đưa cho tôi một tờ giấy, đó là phiếu ghi danh vào Đại học Brown. Lily đã tiếp tục học lại ngành văn học và biên kịch, Caroline giải thích. Làm thế nào mà cô ấy lại được nhận vào Đại học Brown? Đó là một trong những trường tốt nhất cả nước. Tớ đã gọi đến đấy rồi. Cô ấy đã đỗ vào qua kỳ thi tuyển. Tớ đoán là những tháng vừa qua, cô ấy đã lao đầu vào học vì cô ấy đạt kết quả rất cao trong các bài kiểm tra dự bị. Tôi nhìn 2 tập tài liệu, cảm thấy bị cô gái xa lạ này chinh phục. Lily Austin, cuộc đời cô gái đang dần hiện ra trước mắt tôi. Tớ nghĩ là mình sẽ quay về với các vị khách. Caroline vừa nhìn đồng hồ vừa nói. Còn cậu thì cậu nên đi tìm ai đó kia đi. Thứ 2 tuần tiếp đó, tôi đáp chuyến bay đầu tiên tới Boston. 4 giờ chiều, tôi tới thủ phủ của bang Massachusetts. Thuê một chiếc ô tô tại sân bay, rồi lái thẳng tới Providence. Khu học xá của trường Brown được bố trí xung quanh mấy tòa nhà lớn, xây bằng gạch đỏ, bao quanh là những bãi cỏ xanh rì, với nhiều sinh viên. Giờ đã là cuối ngày. Trước khi tới đây, tôi đã tra cứu trên mạng thời khóa biểu khóa học của Lily, và tôi đứng chờ đợi trước cửa giảng đường, nơi buổi học sắp kết thúc, tim đập thình thịch. Nấp vào chỗ khá kín để em không thấy tôi thấy em ra khỏi lớp học cùng các sinh viên khác. Phải mất một lúc tôi mới thực sự nhận ra em đã cắt tóc và mái tóc cũng sẫm màu hơn.
em đội mũ lưỡi trai thể thao, mặc một bộ đồ tối màu, váy ngắn màu xám với tất đen, cùng áo blue rông ôm sát, cổ tròn. Bộ váy áo khiến em trông như một cô gái London. Tôi đã quyết định sẽ tới bắt chuyện với em, nhưng muốn đợi khi em chỉ còn lại một mình. Tôi đi theo nhóm sinh viên, hai chàng trai và một cô gái nữa, tới tận quán cà phê ngay gần trường. Vừa uống trà, Lily vừa bắt đầu cuộc trò chuyện sôi nổi với một chàng sinh viên. Trông anh chàng khá bảnh bao, càng nhìn em, tôi càng thấy em thật vui vẻ, thanh thản. Dường như khi rời xa Los Angeles, tiếp tục đi học lại, em đã tìm lại được cho mình một cảm giác cân bằng. Một số người có thể làm được điều ấy, khởi đầu lại cuộc sống của mình. Còn tôi chỉ biết tiếp tục cuộc sống của mình thôi. Tôi rời quán cà phê mà không tới gặp em rồi lên xe, hòa mình vào thế giới của các sinh viên khiến tôi suy sụp. Quả thực, tôi thấy vui khi biết em đang sống thoải mái, nhưng cô gái tôi gặp ngày hôm nay không phải là Binley của tôi nữa. Rõ ràng là em đã bước sang một trang khác. Và thấy em nói chuyện với anh chàng 20 tuổi kia khiến tôi đột nhiên thấy mình già kinh khủng. Nói cho cùng, khoảng cách 10 tuổi giữa chúng tôi có lẽ không phải là một rào cản dễ dàng vượt qua. Trong lúc phóng xe ra sân bay, tôi tự nhủ mình đi chuyến này thật vô ích. Còn tệ hơn nữa, giống như một nhiếp ảnh gia, không biết chụp lấy một hình ảnh đang phai tàn không bao giờ xuất hiện nữa. Tôi đã để cho thời điểm quyết định trôi qua, thời điểm có thể đẩy cuộc đời tôi sang bến bờ của những nụ cười và ánh sáng. Trên chuyến bay về Los Angeles, tôi bật máy tính xách tay. Có thể tôi mới chỉ sống nửa đời người, nhưng tôi đã biết mình sẽ chẳng bao giờ gặp được ai như Binley nữa. Cô gái mà chỉ trong vòng vài tuần đã khiến tôi tin vào điều không thể, đã đưa tôi rời xa vùng đất nguy hiểm, nơi những dòng sông bắt nguồn từ cảnh khốn cùng và kết thúc bằng việc đổ ra vực thẳm của nỗi đau đớn. Chuyến phiêu lưu của tôi với Binley đã kết thúc, nhưng tôi không muốn quên bất kỳ khoảnh khắc nào. Tôi phải kể lại câu chuyện của chúng tôi, câu chuyện dành cho những ai đã may mắn được gặp gỡ với tình yêu một lần trong đời, để rồi giờ vẫn còn sống trong tình yêu ấy, hoặc đang hy vọng sẽ gặp nó ngày mai. Vậy là tôi mở một file mới trong phần mềm soạn thảo văn bản và đặt tiêu đề cho cuốn tiểu thuyết sắp tới của mình, Cô gái trong trang sách. Suốt 5 tiếng trên máy bay, tôi viết một mạch chương sách đầu tiên. Nó mở đầu thế này. 1. Cô nhà nhìn ra đại dương. Mở cửa ra, Tom. Tiếng gọi mất hút trong gió và chẳng có lời đáp. Tom, tớ đây, Milo đây. Tớ biết cậu ở trong đó. Mẹ kiếp, ra khỏi hang đi chứ. Malibu, Los Angeles, California. Một ngôi nhà trên bãi biển. Suốt 5 phút qua, Milo Lombardo đập không ngừng lên cửa sổ bằng gỗ, trổ ra mái hiên ngôi nhà của người bạn thân nhất của anh. Tom, mở ra không thì tớ phá cửa đấy. Cậu biết là tớ dám làm mà. Chín tháng sau. Nhà văn đã phá ngôi nhà mình đang sống để dùng gạch xây nên một ngôi nhà khác, ngôi nhà trong tiểu thuyết. Milan Kundera. Một làn gió xuân thổi qua Boston giá cỗi. Lily Austin lướt qua những con phố nhỏ và triển dốc của Beacon Hill. Với những chậu hoa, những cột đèn khí ga và những ngôi nhà gạch có cửa ra vào bằng gỗ nặng nề, khu phố mang một vẻ quyến rũ, mê hoặc lòng người. Ở đoạn giao nhau giữa hai con phố River và Biron, cô dừng lại trước tủ kính một tiệm bán đồ cổ, rồi bước vào một hiệu sách. Bên trong khá chật, nên tiểu thuyết được sắp xếp ngay cạnh sách tiểu luận. Một chồng sách thu hút sự chú ý của cô. Tom đã viết cuốn tiểu thuyết mới. Một năm rưỡi qua, cô có thói quen cẩn thận tránh kệ sách hư cấu để không chạm mặt anh. Bởi mỗi lần tình cờ bắt gặp anh, trên tàu điện ngầm, trên xe buýt, trên một tờ áp phích quảng cáo hay ở sân hiên một quán cà phê, cô đều thấy buồn muốn khóc. Mỗi khi đám bạn gái ở trường đại học nói về anh, thực ra là nói về sách của anh, cô phải cố nén để không nói với họ rằng
tớ đã từng lái chiếc Bugatti cùng anh ấy, tớ đã vượt qua sa mạc Mexico cùng anh ấy, tớ đã sống ở Paris với anh ấy, tớ đã làm tình với anh ấy. Thậm chí, đôi khi nhìn thấy những độc giả đắm chìm trong tập 3 của bộ 3 tiểu thuyết, cô lại không thể ngăn nổi mình thể hiện chút tự hào, và lần này, chính cô muốn hét lên với họ. Nhờ có tôi, các vị mới được đọc cuốn sách này, anh ấy viết nó vì tôi. Cô đọc nhan đề cuốn sách mới, cô gái trong trang sách. Cô tò mò dở những trang đầu tiên. Đó chính là câu chuyện về cô, là câu chuyện của hai người họ. Tim đập rộn lên. Cô bước vội về phía quầy thu ngân, trả tiền rồi tiếp tục đọc cuốn sách trên một băng ghế tại Public Garden, công viên lớn của thành phố. Lily bồn chồn lật dở từng trang sách của cuốn truyện mà cô vẫn chưa biết hồi kết. Cô như được sống lại cuộc phiêu lưu của họ qua cái nhìn của Tom, tò mò khám phá ra những biến chuyển tình cảm của anh. Trong câu chuyện mà cô đã trải qua, dừng lại ở chương 36. Sau đó, cô bắt đầu đọc nốt hai chương cuối cùng mà lòng đầy lo lắng, hồi hộp. Trong cuốn truyện, Tom thừa nhận cô đã cứu cuộc đời anh, nhưng trên hết, anh thổ lộ rằng đã tha thứ cho việc cô lừa dối anh và rằng tình yêu anh dành cho cô vẫn còn mãi. Lily trực hòa khóc khi phát hiện ra rằng mùa thu năm ngoái anh đã từng tới trường Brown rồi lại ra đi mà không nói với cô một lời. Một năm trước, cô cũng từng trải qua nỗi đắng cay ấy. Một sáng, khi không kìm nén nổi lòng mình, cô đã đáp máy bay tới Los Angeles với quyết tâm nói cho anh rõ sự thật và thầm mong rằng tình yêu của họ vẫn chưa kết thúc. Cô tới Malibu khi trời chập tối, nhưng ngôi nhà trên bờ biển trống trơn. Vậy nên, cô đã bắt taxi tới biệt thự của Milo tại Pacific Palisades để thử vận may. Vì trong nhà sáng đèn, nên cô đã lại gật và nhìn thấy qua cửa kính, hai cặp đôi đang ăn tối. Milo và Caroli có vẻ như đang tràn ngập trong tình yêu, bên cạnh Tom cùng một cô gái khác mà cô không biết. Lúc ấy, cô thấy lòng thật buồn và gần như hổ thẹn vì đã nghĩ Tom sẽ không quên mình. Giờ thì cô hiểu ra rằng đó chỉ là một trong những bữa tối casting vào thứ sáu hàng tuần mà hai người bạn bày ra để anh tìm được tâm hồn đồng điệu. Khi đóng sách lại, con tim cô như nảy lên trong lồng ngực. Lần này thì không còn là hy vọng nữa mà là một điều chắc chắn. Câu chuyện tình yêu của họ còn lâu mới kết thúc. Có thể họ chỉ mới trải qua chương đầu và cô đã rất muốn viết tiếp chương thứ hai cùng anh. Màn đêm đã buông xuống Via Con Hin, trong lúc băng qua phố để tới bến tàu điện ngầm. Lily gặp một bà cụ người Boston, ăn mặc rất trang nhã, đi trên lối dành cho người đi bộ, với một chai nước sốt kẹp dưới cánh tay. Cô hạnh phúc tới mức không ngăn nổi mình hét lên niềm hạnh phúc với bà cụ. Cô gái trong trang sách, chính là cháu đấy. Cô vừa hét lên, vừa chỉ vào bìa sách. Hiệu sách Bóng Ma và Thiên Thần rất hân hạnh được mời quý vị tới buổi ký tặng sách của nhà văn Tom Boyle diễn ra từ 15 đến 18 giờ thứ ba ngày 12 tháng 6. Nhân dịp ra mắt cuốn tiểu thuyết mới Cô Gái Trong Trang Sách. Los Angeles. Đã gần 7 giờ tối, độc giả của tôi đang xếp hàng chờ đợi trong không khí vui vẻ và buổi ký tặng sách sắp đến hồi kết. Milo ở lại với tôi cả buổi chiều, trò chuyện với khách và thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu pha trò. Thái độ cởi mở và khiếu hài hước của cậu ta khiến việc phải chờ đợi bớt buồn chán hơn. Tớ quên không xem giờ, cậu ta thốt lên khi nhìn đồng hồ. Thôi, tớ để cậu lại một mình nhé, anh bạn, tớ phải về cho con ăn đây. Con gái cậu ta đã chào đời được 3 tháng và đúng như dự đoán, cậu đã trở nên hoàn toàn lú lẫn. Tớ đã bảo cậu về từ một tiếng trước rồi còn gì. Cậu ta khoác áo vest vào, chào nhân viên hiệu sách rồi vội vã về với gia đình. À, tớ đã gọi taxi cho cậu rồi. Cậu ta báo với tôi khi ra tới ngưỡng cửa. Họ đợi ở ngã tư, phía bên kia phố. Tớ nghe rồi, hôn Caroli thay tớ nhé. Tôi ở lại thêm 10 phút nữa, ký tặng cho xong rồi trao đổi vài lời với người quản lý hiệu sách.
với thứ ánh sáng ấm áp dịu nhẹ, sàn nhà bóng loáng và những kệ sách được đánh xi. Bóng ma và thiên thần, bóng ma và thiên thần là kiểu hiệu sách hiếm thấy và thời nay. Nó vừa giống hiệu sách nhỏ nơi góc phố, lại vừa giống hiệu 84 Charing Cross Road. Trước kia, khi báo chí còn chưa tạo tiếng vang gì, hiệu sách này đã ủng hộ cho cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi. Kể từ đó, mỗi khi bắt đầu một đợt ký thác ấy, vì trung thành nên tôi đều tới nơi được coi như bùa hộ mệnh này. Anh có thể về qua cửa sau, cô quản lý nói với tôi. Cô ta bắt đầu kéo cửa sắt xuống thì có người gõ vào cửa kính. Một nữ độc giả tới muộn, giơ cuốn sách của mình lên, chắp tay lại để mong người ta cho cô vào. Sau khi đưa mắt nhìn tôi vẻ hỏi ý, cô quản lý hiệu sách mở cửa. Tôi mở nắp bút và ngồi lại xuống bàn. Tôi tên là Sarah, cô gái trẻ nói rồi đặt sách của mình xuống. Trong lúc tôi ký tặng thì một khách hàng khác lợi dụng cửa vẫn mở để bước vào hiệu sách. Tôi đưa sách lại cho Sarah rồi cầm lấy quyển sách tiếp theo mà không ngẩng đầu nhìn lên. Dành tặng ai đây? Tôi hỏi. Cho Linley, một giọng nói êm dịu và từ tốn đáp lời tôi. Theo thói quen, tôi đang định viết tên cô gái lên trang đầu thì cô đã nói thêm. Nhưng có thể anh thích tên Binley hơn. Tôi ngẩng đầu lên và hiểu ra rằng cuộc sống vừa tặng cho tôi một cơ may thứ hai. 15 phút sau, cả hai chúng tôi cùng đứng trên vỉa hè và lần này tôi quyết tâm không để em ra đi nữa. Anh đưa em về nhé. Tôi đề nghị, có một chiếc taxi đang đợi anh. Không, xe em đỗ ngay gần đây. Cô nói rồi chỉ một chiếc ô tô đỗ ngay phía sau tôi. Tôi quay lại và không tin nổi vào mắt mình nữa. Đó chính là chiếc Fiat 500 cổ lỗ sĩ màu hồng kẹo đã đưa chúng tôi vượt sa mạc Mexico. Em rất quyến luyến chiếc xe này, cô Thanh Minh. Làm sao em tìm lại được nó? Giá mà anh biết được cả một câu chuyện đấy. Vậy thì kể đi nào. Chuyện dài lắm. Anh có thời gian mà. Vậy chúng ta có thể đi ăn tối ở đâu đó. Sẵn sàng. Nhưng em lái xe nhé, cô nói rồi ngồi vào trước vô lăng chiếc xe của mình. Tôi trả tiền cho tài xế taxi rồi để anh ta đi. Sau đó tới ngồi vào ghế bên cạnh Linley. Chúng ta đi đâu đây? Em hỏi khi cắm chìa khóa vào xe. Tới chỗ nào em muốn? Em nhấn vào cần ga và hũ sữa chua bắt đầu rung lên. Nó vẫn sơ sài và không mấy thoải mái như trước. Nhưng tôi lại thấy mê đi, ngây ngất trước cảm giác không bao giờ rời xa em nữa. Em sẽ đưa anh đi ăn tôm hùm và hải sản. Em đề nghị. Em biết một nhà hàng rất tuyệt ở đại lộ Merose, nhưng thực ra thì anh phải mời em vì lúc này không thể nói là em đang rủng rỉnh được. Và lần này, anh không cần phải giả vờ ý tứ. Tôi không ăn thứ này, tôi không ăn thứ kia, và đám hầu kia cứ có vẻ nhất nhất. Anh thích tôm hùm không? Em thì mê lắm, nhất là nướng lên, ướp rượu rồi hơi qua lửa. Ngon tuyệt, còn cua thì sao? Cách đây vài năm, khi em còn làm bồi bàn cho một nhà hàng ở Long Beach, ở đó người ta có món cua ăn trộm. Nó có thể nặng tới 15 cân, anh tin được không? Nó có thể trèo lên cây để chọc dừa, rồi khi dừa rơi xuống đất, nó sẽ dùng càng tách ra lấy củi ăn. Thật phi thường, đúng không? Người ta bắt được chúng ở Maldives và Seychelles. Anh biết Seychelles không? Em thì lúc nào cũng mơ được tới đó. Những hồ nước mặn ven biển, là nước trong xanh, những bãi biển cát trắng. Và những con rùa khổng lồ trên đảo Ciote nữa. Em thích đám rùa khổng lồ lắm. Anh có biết là chúng có thể nặng tới 200 cân và sống được hơn 120 tuổi không? Thật cừ, nhỉ? Thế còn Ấn Độ, anh đã tới đó chưa? Một cô bạn thân của em đã kể với em về một nhà nghỉ tuyệt vời ở Pondicherry, nơi... Lần cuối tôi thấy Binley. Một tình yêu lớn, đó là khi hai giấc mơ gặp nhau và sát cánh bên nhau tới tận phút cuối cùng để vượt qua thực tế.
Roman Gary. Paris, 23 tháng 12, 8 giờ tối. Trước đêm Giáng sinh, khu chợ Noel nhộn nhịp hết mức. Khoác tay tôi, Billy để dòng người xô đẩy, đi giữa những căn nhà gỗ màu trắng được dựng lên ở giữa quảng trường Concorde và vòng xuyến Champs-Élysées. Mô hình bánh xe lớn, những dây đèn trang trí, những tác phẩm điêu khắc trên băng, rồi làn hơi bốc lên từ những cốc rượu nóng và món bánh mì tẩm gia vị nướng. Tất cả như mang lại cho đại lộ chút phép màu thần tiên. Anh quyết định tặng em một đôi giày à? Em hỏi khi chúng tôi đi qua dãy cửa hàng sang trọng trên đại lộ Montaigne. Không, anh dẫn em tới rạp hát. Chúng ta sẽ xem kịch à? Không, mình ăn tối. Khi đến trước mặt tiền bằng cẩm thạch trắng của nhà hát trên đại lộ Champs-Élysées, chúng tôi vào thang máy để lên nhà hàng nằm trên tầng cao nhất. Trong cảnh bài trí sang trọng, phối hợp giữa gỗ, kính và đá hoa cương, căn phòng được sơn màu phấn trắng làm tôn lên hàng cột màu mận chín. Các vị muốn uống chút gì đó không? Quản lý nhà hàng hỏi sau khi đưa chúng tôi vào một trong những căn phòng nhỏ rất riêng tư. Tôi gọi hai ly sâm banh rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ mạ bạc. Em hãy giữ lấy nhé, tôi nói rồi chia cho em. Một món đồ trang sức à? Không đâu, em đừng tưởng tượng quá lên. À, một chiếc USB, em phát hiện ra khi mở hộp, anh đã viết xong cuốn tiểu thuyết. Tôi gật đầu, đúng lúc ấy họ mang món khai vị tới. Em cũng có thứ này cho anh, em nói giọng đầy bí hiểm, rồi lấy từ trong túi xách tay ra một chiếc điện thoại. Trước khi chạm cốc, em muốn trả lại anh cái này. Nhưng đây là điện thoại của anh mà. Vâng, sáng hôm ấy em đã xoáy của anh. Em thú nhận mà chẳng hề ngại ngùng. Anh cũng biết là em thích lục lọi mà. Tôi cầu nhau rồi lấy lại điện thoại của mình, trong khi em trưng ra một nụ cười mãn nguyện. Em đã tự cho phép mình đọc mấy tin nhắn của anh. Em thấy là mọi chuyện với Aurori đã ổn rồi. Dù cho em không hoàn toàn sai, nhưng tôi vẫn lắc đầu ra dấu chối. Mấy tuần vừa qua, Aurori hay nhắn tin cho tôi hơn, và lời lẽ cũng tình cảm hơn. Nàng viết rằng nàng nhớ tôi, xin tôi tha thứ cho một vài lỗi lầm của mình. Và trong vài dòng, nàng có nhắc đến một cơ hội thứ hai mà có lẽ cặp đôi chúng tôi đáng được hưởng. Cô ấy lại yêu rồi, em đã nói với anh rồi mà. Em cũng sẽ hoàn thành cam kết của mình trong hợp đồng. Billy khẳng định rồi rút từ trong túi áo ra mẩu giấy ăn nhàu nhĩ, lấy ở trạm nghỉ ven đường. Đúng lúc lắm, tôi nói rồi buồn rầu nhớ lại cái ngày chúng tôi đã ký thỏa thuận ấy. Phải, em đã tát anh một cái ra trò, không biết anh có còn nhớ không? Vậy tối nay là lúc kết thúc cuộc phiêu lưu phải không? Em nhìn tôi vẻ như muốn giỡn. Đúng vậy, cả hai bên đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh viết xong cuốn sách, còn em thì dành lại cho anh người phụ nữ anh yêu. Chính em mới là người anh yêu. Xin anh đừng làm mọi chuyện phức tạp lên, em nói trong khi người quản lý nhà hàng mang đồ ăn tới. Tôi quay mặt giấu đi nỗi buồn của mình, và ánh mắt tôi trốn chạy qua ô cửa kính cao đến chóng mặt nhìn xuống thành phố. Từ chỗ này có thể thấy được các nóc nhà của Paris đẹp đến nao lòng. Tôi để người phục vụ đi khỏi rồi mới hỏi. Cụ thể thì bây giờ mọi chuyện sẽ thế nào đây? Chúng ta đã nói chuyện này nhiều lần rồi, Tom. Anh gửi bản thảo cho biên tập viên của nhà xuất bản. Ngay khi anh đọc thì thế giới tưởng tượng mà anh miêu tả trong chuyện sẽ hình thành trong tâm trí anh ta, và chỗ của em là ở trong thế giới đó. Chỗ của em là ở đây, bên anh. Không, không thể thế được. Em không thể vừa sống trong thế giới thực, vừa sống giới ảo. Em không thể sống ở đây được. Em đã suýt chạm tới cái chết, và giờ em vẫn còn sống đã là một điều kỳ diệu rồi. Nhưng giờ em ổn rồi mà. Em chỉ tạm thời ổn thôi, và anh biết rõ điều ấy. Nếu ở lại, em sẽ lại ốm, và lần này thì em sẽ không qua khỏi đâu. Tôi bối rối trước thái độ cam chịu của em.
Em nói giống như thể em rất vui vì rời khỏi anh vậy. Không, em không vui chút nào, nhưng ngay từ đầu chúng ta đều biết rằng chuyện của chúng ta không thể kéo dài mãi được. Chúng ta biết rằng chúng ta chẳng có tương lai và rằng chúng ta chẳng thể cùng nhau gây dựng nên bất cứ điều gì. Nhưng giữa chúng ta đã có nhiều chuyện xảy ra. Dĩ nhiên, những tuần vừa qua chúng ta đã trải qua một quãng thời gian kỳ diệu, nhưng dù sao thì cũng không thể dung hòa được hai hiện thực mà mỗi chúng ta tồn tại. Anh sống trong thế giới thực, còn em chỉ là một nhân vật tưởng tượng. Được lắm, tôi nói rồi đứng dậy, nhưng ít nhất em cũng nên tỏ ra buồn bã một chút chứ. Tôi ném khăn ăn xuống ghế, quẳng toàn bộ số tiền mình còn lại lên bàn rồi rời khỏi nhà hàng. Cái lạnh cắt da cắt thịt đang làm thành phố chững lại khiến tôi lạnh thấu xương. Tôi dựng cổ áo khoác lên và đi ngược lên đại lộ cho tới tận khách sạn Plaza, nơi có 3 chiếc taxi đang đợi khách. Billy chạy đuổi theo tôi và nắm chặt lấy cánh tay tôi. Anh không có quyền bỏ em lại như thế. Anh không có quyền phá hỏng tất cả những gì chúng ta đã cùng trải qua. Em rét run lên cầm cập, những giọt nước mắt trên má em, hơi khói thoát ra từ miệng em. Anh thì biết làm gì cơ chứ? Em hét lên. Anh tưởng em không đau đớn trước viễn cảnh phải mất anh sao? Không đâu, anh chàng tội nghiệp ạ. Anh không biết em yêu anh tới mức nào đâu. Em đứng đối diện tôi, bực tức trước những lời trách móc của tôi. Anh muốn em nói với anh rằng, cả đời mình, em chưa bao giờ thấy yêu người đàn ông nào như thế này. Em thậm chí còn chẳng biết rằng, người ta có thể có được thứ tình cảm thế này với một ai đó. Em không biết rằng, niềm đam mê có thể song hành cùng lòng cảm phục, óc hài hước và tình cảm trìu mến. Anh là người duy nhất bảo cho em biết đọc sách, là người duy nhất thực sự lắng nghe khi em nói, và là người duy nhất mà em không thấy mình ngu ngốc trong mắt người ấy. Người duy nhất thấy lời lẽ em nói cũng quyến rũ như đôi chân em. Người duy nhất thấy trong em một điều gì đó khác, chứ không chỉ là một cô gái để lên giường cùng. Nhưng anh quá ngu ngốc nên chẳng nhận ra. Tôi ôm em vào lòng, tôi cũng vậy. Tôi đang tức giận, giận thói ích kỷ của mình và giận cái rào cản không thể vượt qua nổi này. Rào cản ngăn cách thế giới thực và thế giới tưởng tượng, không cho chúng tôi được hưởng câu chuyện tình yêu mà chúng tôi xứng đáng. Lần cuối cùng, chúng tôi trở về nhà mình, về căn hộ nhỏ gần quảng trường Fürstenberg, nơi khởi đầu cho chuyện tình của chúng tôi. Lần cuối cùng, tôi đốt lò sưởi để chỉ cho em thấy là tôi đã nắm vững bài học em dạy. Đầu tiên là giấy vò nhàu, rồi những cành củi nhỏ, cuối cùng mới là khúc củi lớn xếp thành hình cái lều. Lần cuối cùng, chúng tôi cùng nhau uống thứ rượu lê đốt cháy họng, nhưng ngon tuyệt vời. Lần cuối cùng, Leo Ferre hát cho chúng tôi nghe rằng cùng với thời gian, mọi thứ sẽ trôi đi. Lửa bắt đầu đượm và phản chiếu những tia sáng nhiều màu lên tường. Chúng tôi ngủ trên tràng kỷ, Billy gối đầu lên bụng tôi, còn tôi vuốt tóc em. Anh phải hứa với em một điều. Em lên tiếng, quay người lại phía tôi. Bất cứ điều gì em muốn. Hứa với em là không được rơi vào cái hố đen trước đây anh đã từng trượt xuống nữa, và không bao giờ lạm dụng thuốc để mụ người đi nữa. Tôi xúc động trước lời van nài của em, nhưng không chắc mình có thể làm được khi chỉ còn lại một mình. Anh lại vững vàng trên đường đời rồi, Tom. Anh đã bắt đầu viết lại và yêu lại. Anh có những người bạn bên cạnh. Hãy sống hạnh phúc cùng Aurori, sinh con cùng cô ấy, đừng để. Anh không cần Aurori, tôi ngắt lời em. Em đứng dậy tiếp tục. Lẽ ra em phải được sống 10 kiếp. Em không có đủ thời gian để cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em. Em thực sự không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra với mình, giờ mình sẽ ghé xuống đâu. Nhưng có một điều chắc chắn là dù ở đâu, em sẽ vẫn tiếp tục yêu anh. Em tiến về phía bàn làm việc và tìm trong ngăn kéo
cuốn sách đã được đóng lại mà Milo mang tới cho tôi. Em làm gì thế? Trong lúc đứng dậy đi tới chỗ em, tôi bỗng cảm thấy choáng váng, không chịu nổi. Đầu tôi nặng trịch và một cơn buồn ngủ khôn cưỡng đổ ập xuống tôi. Chuyện gì xảy ra với mình thế này? Tôi loạng choạng bước vài bước, Billy đã mở cuốn tiểu thuyết ra và tôi e rằng em sẽ đọc lại câu văn ấy ở trang 266. Câu văn đột ngột dừng lại ở đoạn cô hét lên rồi ngã. Mắt tôi nhắm lại, tôi thấy mình chẳng còn chút sức lực nào và tôi chợt hiểu ra. Rượu, Billy chỉ khẽ nhếch môi trong khi tôi... Em đã cho thứ gì vào chai rượu? Không tìm cách phủ nhận, em lấy từ túi áo ra một ống thuốc ngủ, hẳn em đã chôm ở bệnh viện. Tại sao? Để anh để em đi. Cơ cổ tôi cứng đờ và tôi thấy buồn nôn kinh khủng. Tôi chống lại cảm giác đờ đẫn bằng cách cố không để mình tự ngã, nhưng mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu tách đôi ra. Hình ảnh sắc nét cuối cùng mà tôi thấy là cảnh Billy dùng que cời lò, cời than trong lò sưởi, rồi nhanh tay ném cuốn tiểu thuyết vào ngọn lửa. Em đã đến bằng chính cuốn sách đó, và em sẽ ra đi bằng chính nó. Không thể ngăn em lại được, tôi cựu gối xuống và lại càng nhìn không rõ. Billy mở màn hình máy tính của tôi, rồi tôi đoán rằng, vì tôi không nhìn thấy rõ, em sẽ cắm chiếc USB mạ bạc vào. Trong khi mọi thứ xung quanh chao đảo, tôi nghe thấy tiếng bíp báo có thư điện tử được gửi đi. Sau đó, lúc tôi ngã vật xuống sàn nhà, dịu đi thì một giọng nói khẽ thì thầm vào tai tôi. Em yêu anh, rồi nó tan đi khi tôi chìm vào giấc ngủ. Manhattan, đại lộ Madison. Cùng lúc ấy, tại New York, đã hơn 4 giờ chiều khi Rebecca Taylor, giám đốc văn học của nhà xuất bản Doubleday, nhấc ống nghe lên trả lời điện thoại của cô trợ lý. Chúng ta vừa nhận được bản thảo tập cuối của Tom Boyle, Janice thông báo. Chẳng sớm sủa cho lắm, Rebecca thốt lên, chúng ta chờ hàng tháng trời rồi. Tôi in ra nhé. Được, càng nhanh càng tốt. Tập cuối trong bộ ba thiên thần là ưu tiên số 1 của nhà xuất bản, và bà nóng lòng muốn xem nó thế nào. Bà bắt đầu đọc lúc chưa đến 5 giờ chiều và tiếp tục cho tới tận khuya. Không hỏi cấp trên lấy một lời, Janice cũng tự in cho mình một bản. Cô rời văn phòng lúc 6 giờ và lên tàu điện ngầm trở về căn hộ nhỏ tại Williamsburg. Lòng tự nhủ mình điên rồi mới dám liều như vậy, nhưng cô rất nóng lòng được đọc cái kết của bộ ba tiểu thuyết mà cô không thể nào cưỡng nổi. Vậy là thế giới tưởng tượng tôi miêu tả bắt đầu thành hình trong tâm trí hai độc giả đầu tiên ấy. Thế giới mà từ giờ Billy sẽ sống. Paris, 24 tháng 12, 9 giờ. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy buồn nôn và có vị đất trong miệng. Căn hộ trống trơn và lạnh lẽo. Trong lò sưởi chỉ còn sót lại đám tro tàn màu xám. Bên ngoài bầu trời xám xịt và mưa đang quất vào cửa kính. Billy bước ra khỏi cuộc đời tôi cũng đột ngột như khi em xuất hiện, giống như một viên đạn găm vào tim tôi, khiến tôi một lần nữa lại cô đơn và khốn khổ. 37. Lễ cưới những người bạn thân của tôi. Những người bạn duy nhất đáng được quan tâm là những người ta có thể gọi vào lúc 4 giờ sáng. Marlene Dietrich. 8 tháng sau, tuần đầu tiên của tháng 9, Malibu, California. Khu biệt thự, bản sao của một lâu đài tại Pháp, được một tỷ phú kỳ quặc xây vào những năm 1960, trải rộng trên gò đất cao của Zuma Beach. 6 hecta bãi cỏ, vườn và ruộng nho tạo cho người ta cảm giác đang ở giữa vùng thôn quê Vauquinon hơn là ở bên bờ biển, trong thành phố của những tay lướt ván và những bãi biển cát trắng. Milo và Caroli
đã chọn chính khu vực kín đáo ấy để tổ chức lễ cưới. Sau khi cuộc phiêu lưu của chúng tôi kết thúc, hai người bạn tôi đã có một chuyện tình hoàn hảo, và tôi là người đầu tiên vui mừng trước hạnh phúc bị trì hoãn quá lâu của họ. Cuộc sống lại tiếp tục, tôi đã trả được nợ và giải quyết xong các rắc rối với pháp luật. Được xuất bản 6 tháng trước, tập 3 trong bộ 3 tiểu thuyết của tôi đã đến tay độc giả. Còn tập phim đầu tiên chuyển thể từ bộ 3 tiểu thuyết thì dẫn đầu bảng xếp hạng phim mùa hè suốt hơn 3 tuần liên tiếp. Tại Hollywood, con tạo xoay vần thật nhanh. Từ một kẻ thua cuộc buông xuôi, tôi lại trở thành tác giả thành công rực rỡ. Vinh quang trên đời là vậy đấy. Milo đã mở lại văn phòng của chúng tôi, và giờ đây cậu ta quản lý công việc của tôi rất cẩn thận, chu đáo. Cậu ta đã chụp lại chiếc Bugatti, nhưng khi biết tin vị hôn thê tương lai mang bầu, cậu ta lại đổi nó lấy một chiếc Red Volvo. Nói tóm lại thì Milo không thực sự là Milo nữa. Bề ngoài có vẻ như cuộc đời lại mỉm cười với tôi, nhưng thực ra tôi giống như một cái xác không hồn kể từ sau Billy ra đi. Em đi để lại trong sâu thẳm lòng tôi một mối tình vô tận mà tôi không biết phải làm thế nào nữa. Trung thành với lời hứa của mình, tôi không để mình rơi vào cái vòng luẩn quẩn của thuốc chống trầm cảm, thuốc an thần và ma túy tổng hợp. Tôi cố gắng giữ mình trong sạch hết mức. Để không rơi vào cảnh ăn không ngồi rồi, tôi thực hiện một chuyến đi ký thẳng sách dài ngày và trong vòng vài tháng đã chu du khắp thế giới. Dừng việc lại ngắm nhìn thế giới đã có hiệu quả trị liệu với tôi, nhưng ngay khi tôi còn lại một mình, những kỷ niệm đau đớn về Billy lại trỗi dậy. Tàn nhẫn nhất tôi nhớ tới phép màu nhiệm trong cuộc gặp gỡ của chúng tôi, tới những lần chúng tôi đấu khẩu, tới nguồn gốc những thói quen của chúng tôi và cái mối quan hệ thân mật nồng ấm giữa chúng tôi. Giờ đây tôi đã từ bỏ chuyện yêu đương và cắt đứt mọi liên hệ với Aurori. Chuyện tình của chúng tôi không phải câu chuyện xứng đáng được có một cơ hội thứ hai. Tôi chẳng có dự định gì cho tương lai, bằng lòng chấp nhận sống cuộc sống ngày qua ngày như nó vốn có. Nhưng tôi không cho phép mình lại tuột dốc xuống địa ngục lần nữa. Nếu tôi lại chìm đắm trong đó, thì lần này tôi sẽ không gượng dậy nổi, và tôi cũng không có quyền làm Caroli và Milo thất vọng. Họ vẫn không ngừng tạo niềm vui sống cho tôi. Để không phụ lòng yêu thương của họ, tôi giấu giếm nỗi buồn và những tổn thương của mình bằng cách niềm nở tham dự những bữa tối casting hai người bọn họ tổ chức vào tối thứ sáu hàng tuần để tôi được gặp gỡ tâm hồn đồng cảm. Họ thề với nhau là sẽ tìm bằng được viên ngọc trai quý hiếm, vì vậy đã cố gắng huy động mọi mối quan hệ. Trong vòng vài tháng, nhờ những nỗ lực của họ, tôi được gặp cả tiểu đội những cô nàng độc thân ở California đã qua tuyển lựa kỹ càng. Nào là giáo sư đại học, nào là biên kịch, giáo viên tiểu học, rồi bác sĩ tâm lý. Nhưng cuộc chơi này chẳng khiến tôi vui, và cuộc chuyện trò giữa chúng tôi không bao giờ kéo dài quá bữa ăn. Nhân chứng phát biểu đi, ai đó trong đám khách được yêu cầu. Chúng tôi đang ở trong căn lều lớn màu trắng, được dựng lên để đón khách mời, chủ yếu là cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên cứu thương, là đồng nghiệp của Caroline và họ tới cùng gia đình. Ngoài mẹ Milo, tôi gần như là người duy nhất đại diện cho bên nhà trai. Bầu không khí rất thoải mái, không hề gò bó bởi nghi lễ. Làn gió thổi tung mấy tấm rèm vải và mang tới mùi cỏ tươi cùng không khí của biển cả. Nhân chứng phát biểu đi, khách dự đám cưới cùng đồng thanh nhắc lại. Họ bắt đầu dùng dao ăn gõ leng keng vào ly, buộc tôi phải đứng lên ứng tác một lời chúc mừng, và tôi không muốn chút nào. Tình cảm tôi dành cho các bạn của mình không phải là thứ có thể diễn tả trước 40 con người. Tuy nhiên, tôi cũng cố gắng hòa vào cuộc vui. Tôi đứng dậy và mọi người im lặng chờ đợi. Xin chào các vị. Thật vinh dự cho tôi khi được chọn là nhân chứng cho đám cưới này, đám cưới của hai người bạn thân nhất của tôi. Và thành thực mà nói, họ cũng chính là hai người bạn đích thực duy nhất của tôi. Đầu tiên, tôi quay sang phía Caroline. Cô ấy thật rạng rỡ trong chiếc váy lồng khung, điểm xuyết những viên pha lê nhỏ. Caroline, chúng ta quen biết nhau từ khi còn nhỏ.
và như thế có thể nói là từ ngày mới sinh ra. Lúc nào tớ với cậu cũng gắn bó cùng nhau, và tớ sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc nếu biết rằng cậu không hạnh phúc. Tôi mỉm cười với cô và cô nháy mắt đáp lại tôi. Rồi tôi quay sang Milo. Milo, người anh em của tớ, chúng ta đã cùng nhau khám phá và chia sẻ mọi thứ. Từ thời niên thiếu khốn khó tới thành công hão huyền trong sự nghiệp, chúng ta đã cùng nhau mắc lỗi lầm và đã cùng nhau sửa sai. Chúng ta đã cùng nhau đánh mất tất cả và cùng nhau tìm lại tất cả. Và tớ hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp con đường của mình. Milo khẽ gật đầu ra hiệu. Tôi thấy mắt cậu ta lấp lánh và cậu ta đang xúc động. Đúng ra thì ăn nói văn vẻ là nghề của tớ, nhưng những lời văn vẻ không đủ sức diễn tả niềm hạnh phúc của tớ khi được thấy các cậu gắn bó với nhau ngày hôm nay. Hơn một năm nay, cả hai cậu đã cho thấy tớ có thể tin tưởng các cậu tới mức độ nào, kể cả trong những hoàn cảnh hiểm nghèo nhất. Các cậu đã chứng minh cho tớ thấy rằng câu ngạn ngữ tình bạn nhân đôi niềm vui và xé nửa nỗi buồn. Từ sâu thẳm trái tim mình, tớ cảm ơn các cậu và tớ hứa sẽ luôn ở đây. Và tớ hứa sẽ luôn ở đây khi các cậu cần tới tớ để giúp các cậu gìn giữ hạnh phúc suốt cuộc đời này. Rồi tôi nâng ly trước tất cả thực khách. Xin chúc các vị một ngày tốt lành và xin nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể. Chúc mừng cô dâu chú rể, khách hứa đồng thanh hô to. Tôi thấy Caroli đưa tay lau nước mắt trong lúc Milo tiến lại gần ôm lấy tôi. Có chuyện này tôi muốn nói với cậu, cậu ta khẽ thì thầm vào tai tôi. Chúng tôi tìm được một chỗ yên tĩnh trong khu biệt thự, một bến tàu được dựng bên bờ hồ, nơi bảy thiên nga đang bơi lội. Bên trong căn nhà nhỏ vươn ra phía đầu hồi là một bộ sưu tập thuyền bằng gỗ đánh tép ni. Chỗ này mang vẻ gì đó vĩnh cửu, kiểu của bang New England. Cậu muốn nói chuyện gì, Milo? Bạn tôi nới lỏng cà vạt ra, cậu ta cố tỏ ra bình thản, nhưng trên gương mặt vẫn lộ vẻ bối rối, lo lắng. Tớ không muốn tiếp tục sống trong rối trá nữa, Tom ạ. Tớ biết lẽ ra nên nói với cậu sớm hơn, nhưng... Cậu ta dừng lại giữa chừng để gãi gãi lông mày. Có chuyện gì thế? Tôi tò mò hỏi. Đừng nói với tớ là cậu lại thua chứng khoán nhé. Không, là Vinly. Vinly làm sao? Cô ấy tồn tại. Thực ra không thực sự thế, nhưng... Tôi không hiểu cậu định nói gì. Cậu say rồi. Cậu ta hít vào thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống bàn thợ mộc. Phải kể lại ngọn ngành mọi chuyện. Cậu còn nhớ cách đây một năm cậu thế nào không? Cậu đã thực sự trượt dài. Cậu toàn làm những thứ ngu ngốc, vượt tốc độ, ma túy, rắc rối với pháp luật. Cậu không viết nữa, cậu chìm đắm trong tình trạng suy sụp, chỉ muốn hủy hoại bản thân. Không có gì có thể đưa cậu thoát ra. Các biện pháp điều trị không thể, thuốc không thể, cả sự giúp đỡ của bọn tớ cũng không. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, đột nhiên thấy lo lắng. Rồi một sáng, cậu ta tiếp tục. Tớ nhận được cuộc gọi của nhà xuất bản báo về một lỗ in học khi in tập 2 của bộ 3 tiểu thuyết. Họ đã gửi cho tớ một bản qua đường bưu điện và tớ phát hiện ra rằng cuốn sách đột ngột đứt đoạn một câu, khu hét lên rồi ngã. Cả ngày hôm đó, câu văn ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tớ và tớ vẫn nghĩ đến nó khi tớ cuộc hẹn vào buổi chiều tại xưởng phim của hãng Columbia. Các nhà sản xuất đang tiến hành tuyển diễn viên cho bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết và hôm ấy, đoàn phim đang thử các vai phụ. Tớ quanh quẩn một lúc trên sân khấu nơi họ cho diễn thử để tìm diễn viên vào vai Billy. Chính lúc đó tớ đã gặp cô ấy. Cô nào? Cô ấy tên là Lily. Đó là một cô gái trông khá đáng thương, cứ hệ nệ vác sách đi đi lại lại trong buổi thứ vai. Cô ấy có nước da nhợt nhạt, đôi mắt chốt mascara và dáng vẻ mệt mỏi như các nhân vật nữ của Casta Ventes. Tớ thấy cô ấy đóng tuyệt, nhưng trợ lý đạo diễn lại gần như chẳng cho cô ấy chút hy vọng nào. Gã đó thật chẳng có mắt nhìn người, trong khi cô ấy chính là Billy của cậu. Vậy là tớ mời cô ấy đi uống chút gì đó,
rồi cô ấy đã kể chuyện đời mình cho tớ. Milo dừng lại nghỉ vì không thể tiếp tục nổi. Cậu ta dình chờ phản ứng của tôi, thận trọng lựa lời nói. Nhưng tôi đã chán ngấy cái thói vòng vo của cậu ta. Mẹ kiếp, cứ tiếp đi. Vừa đi làm bồi bàn, thỉnh thoảng bí mật làm người mẫu, Linh Ly vẫn tìm cách để trở thành diễn viên hài kịch. Cô ấy đã chụp hình cho vài tờ tạp chí, đóng phim quảng cáo thấp cấp và kể cả đóng phim ngắn nhưng không phải Kate Moss. Dù vẫn còn trẻ nhưng cô ấy lại cảm thấy sự nghiệp của mình sắp kết thúc. Tôi thấy cô ấy thật đáng thương và dường như đang lạc lối trong môi trường khắc nghiệt của nghề người mẫu, nơi các cô gái săn đuổi lẫn nhau, nơi cô nào chưa tỏa sáng được trước 25 tuổi thì coi như không có tương lai. Một cơn rét run chạy dọc sống lưng tôi, lên tới tận đáy. Tôi thấy máu đang đổ dồn về hai thái dương. Tôi không muốn cái sự thật mà cậu ta sắp tiết lộ với tôi. Cậu định nói với tớ gì vậy hả Milo? Cậu đã đề nghị gì với cô gái ấy? Tớ đề nghị với cô ấy 15.000 đô la. Cuối cùng cậu ta thú nhận. 15.000 đô la để vào vai Billy, nhưng không phải trong phim, mà là trong đời thực. Cô gái đến từ nơi khác. Những ai đang rơi xuống thường kéo theo cả những người tới cứu họ. Stephen Yeo. Trung tâm y tế khách sạn, 8 giờ sáng. Này, anh cứ ngáy như sấm, thế thì làm sao trông nom được em? Tôi giật nảy mình mở tròn mắt. Tôi nằm co ro trên tay ghế bành bằng gỗ sồi, lưng mỏi nhừ, lồng ngực đau nhức, còn đôi chân thì tê cứng. Billy đã ngồi dậy trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy đã hồng hào lại đôi chút, nhưng mái tóc vẫn bạc trắng. Dù thế nào thì có vẻ như cô ấy cũng đã hào hứng trở lại, đó quả là một dấu hiệu tốt. Em thấy trong người thế nào? Mệt mỏi lắm, cô vừa thú nhận vừa thè lưỡi ra cho tôi xem. Nó đã hồng trở lại, anh có thể đưa em cái gương được không? Anh không chắc đó là một ý hay đâu. Vì cô ấy cứ nài nỉ nên tôi đành mang ra cho cô ấy tấm gương nhỏ gỡ trên tường phòng tắm xuống. Cô ấy hãi hùng nhìn mình trong gương, giơ nắm tóc lên, tách chúng ra rồi vò cho rối bù, xăm soi chân tóc. Khiếp sợ vì chỉ trong một đêm, mái tóc vàng óng đang hãnh diện đã biến thành một bộ tóc của một bà già. Sao lại có thể thế này? Cô vừa hỏi vừa đưa tay quệt dòng nước mắt chảy dọc trên má. Tôi đặt tay lên vai cô, không biết giải thích cho cô ấy thế nào. Tôi đành cố tìm lời lẽ an ủi Billy. Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra và Milo cùng bác sĩ Philipson bước vào. Kẹp một chiếc cặp nhỏ dưới cánh tay, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Vị bác sĩ chào chúng tôi qua loa rồi chăm chú hồi lâu vào bệnh án treo phía cuối giường. Chúng tôi đã có kết quả phần lớn các xét nghiệm của cô, thưa cô. Vị bác sĩ thông báo sau vài phút, rồi đưa ánh mắt vừa như phấn khích, vừa như bối rối, nhìn chúng tôi. Ông lấy từ túi áo blue ra một chiếc bút dạ trắng, rồi mở chiếc bảng nhỏ trong mờ mang theo người. Trước hết, ông bắt đầu nói, tay nguệch ngoạc vài từ lên bảng. Thứ chất màu đen sền sệt cô nôn ra đúng là mực dầu. Chúng tôi đã tìm thấy trong đó những dấu hiệu đặc trưng của sắc tố màu, chất trùng hợp, chất phụ da và dung môi. Ông bỏ lửng câu nói rồi thẳng thắn hỏi. Cô đã uống thuốc độc tự tử phải không, thưa cô? Hoàn toàn không, Billy bác bỏ. Tôi hỏi vậy là bởi tôi không hiểu làm thế nào có thể nôn ra thứ chất ấy, nếu như trước đó người ta không đốc nó vào người. Trước đây chưa từng có ca bệnh nào như vậy. Các ông còn tìm thấy gì khác không? Tôi hỏi để câu chuyện tiến triển. Morthan Philipson chìa cho bọn chúng tôi một tờ giấy đầy những con số và thuật ngữ mà tôi đã từng nghe nói đến trong các bộ phim truyền hình dài tập.
như Ugreen Ship hay Grey's Anatomy, nhưng không hiểu chính xác chúng có nghĩa gì. NFS, Ionobule, Creatinine, Glycemia, kết quả xét nghiệm gan, cầm máu. Như tôi nghĩ, xét nghiệm máu đã khẳng định cô bị thiếu máu. Vị bác sĩ vừa giải thích, vừa viết một từ mới lên tấm bảng. Lượng hồng cầu của cô chỉ có 9 gram trên 1 decilit, thấp hơn mức bình thường. Điều đó giải thích tại sao cô lại xanh xao đến vậy, và tại sao cô lại thấy mệt mỏi, đau đầu, hay hồi hộp và choáng váng. Vậy chứng thiếu máu này có sao không? Tôi hỏi. Cần phải làm các xét nghiệm khác nữa mới biết được, Philipson giải thích. Nhưng ngay bây giờ, đó không phải là điều khiến tôi lo lắng nhất. Tôi nhìn chằm chằm vào kết quả xét nghiệm máu và dù chẳng hiểu gì, nhưng chính tôi cũng nhận thấy một con số bất thường. Ông lo lắng về tỷ lệ glycemia, phải không vậy? Đúng thế. Montan thừa nhận 0,1 gram trên lít. Đây là dạng giảm glucosa huyết nghiêm trọng chưa từng thấy. Chưa từng thấy nghĩa là thế nào? Billy lo lắng hỏi. Người ta mắc chứng giảm glucosa huyết khi tỷ lệ đường trong máu quá thấp. Vị bác sĩ giải thích sơ lược. Trong trường hợp não không thể nhận đủ lượng glucosa, ta sẽ cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi. Nhưng tỷ lệ glucosa trong máu của cô, thưa cô, nằm ngoài mọi quy chuẩn. Thế tức là thế nào? Thế tức là vào lúc này, khi tôi đang nói chuyện với cô, lẽ ra cô đã chết, hoặc ít nhất cũng bị hôn mê sâu rồi. Milo thốt lên cùng lúc với tôi. Phải có nhầm lẫn gì rồi? Felixson lắc đầu. Chúng tôi đã làm lại các xét nghiệm tới 3 lần, thật không thể hiểu nổi, nhưng đó chưa phải là điều bí hiểm nhất. Vị bác sĩ lại mở nắp chiếc bút dạ trắng ra, rồi chấm phác vào không trung. Đêm qua, cô bác sĩ nội trú mà tôi đang hướng dẫn làm luận án đã đề nghị chụp phổ. Đó là kỹ thuật cho phép nhận dạng các phân tử, khối lượng của chúng và biết được các đặc tính cấu trúc hóa. Thôi, vào thẳng vấn đề đi, tôi ngắt lời ông. Phép chụp phổ cho thấy có các hạt phân tử hydrat carbon bất thường, thì tức là cô có cellulosa trong máu, thưa cô. Ông viết từ cellulosa lên tấm bảng trong mờ của mình. Hẳn là các vị đã biết, ông tiếp tục. Cellulosa là thành phần chính tạo nên gỗ, nó cũng có rất nhiều trong bông và giấy. Tôi chẳng hiểu nổi vị bác sĩ định nói gì nữa. Ông đặt cho chúng tôi một câu hỏi để làm rõ ý của mình hơn. Thử tưởng tượng, nếu các vị nuốt cả đống bông vào người thì sẽ ra sao? Chẳng có gì nghiêm trọng cả, Milo khẳng định. Ăn vào thì sẽ thải ra thôi. Hoàn toàn đúng, Philipson tán đồng. Con người không thể tiêu hóa được cellulose. Đó là điểm khác biệt giữa chúng ta và các động vật ăn cỏ như bò hay dê. Nếu như tôi hiểu đúng, Billy nói, thông thường cơ thể con người không chứa cellulose. Vậy thì, vị bác sĩ nói nốt câu, cấu tạo sinh học của cô không phải là của một con người. Mọi chuyện giống như thể một phần cơ thể cô đang dần dần biến thành thực vật. Ông để mặc mọi người im lặng một lúc lâu, như thể bản thân ông cũng khó chấp nhận các kết quả xét nghiệm chính ông đã yêu cầu làm. Vẫn còn một tờ giấy cuối cùng trong chiếc cặp nhỏ của ông, kết quả phân tích những sợi tóc trắng của cô gái. Trong những sợi tóc này, nồng độ hydrosulfide natri và peoxit hydro rất cao. Nồng độ hydrosulfide natri và peoxit hydro rất cao. Peoxit hydro còn gọi là nước có oxy, tôi đoán. Nói chung, vị bác sĩ bổ sung, chất này được cơ thể con người tiết ra một cách tự nhiên khi chúng ta già đi. Chính chất này khiến tóc chúng ta bạc trắng vì nó cản trở quá trình tổng hợp sắc tố, tạo màu cho tóc. Nhưng thông thường, đó là một quá trình diễn ra từ từ, hết sức chậm chạp và tôi chưa từng thấy tóc của ai với 26 tuổi mà đã bạc trắng chỉ sau một đêm. Thế có làm cho tóc có màu trở lại như cũ được không? Billy hỏi.
Tham ấp úng. Đôi khi cũng có trường hợp một phần tóc lấy lại được màu cũ sau khi chữa khỏi bệnh hoặc ngừng quá trình điều trị tích cực. Nhưng thú thật trường hợp ấy rất hiếm. Vẻ nghĩ ngợi, vị bác sĩ nhìn Billy đầy thương cảm, rồi thừa nhận với chúng tôi. Căn bệnh của cô rõ ràng là vượt quá khả năng của tôi cũng như của trung tâm khám chữa bệnh quy mô nhỏ này. Thưa cô, hôm nay chúng tôi sẽ giữ cô lại để theo dõi thêm, nhưng tôi khuyên cô nên về nước càng sớm càng tốt. 1 giờ sau, cả ba chúng tôi cùng ở lại trong phòng bệnh. Billy cuối cùng cũng thiếp đi sau khi đã khóc hết nước mắt. Cả người trên chiếc ghế đầu, Willow ăn hết suất ăn mà Billy từ chối. Mắt vẫn không rời khỏi tấm bảng vị bác sĩ đã để quên. Sắc tố tạo màu, dung môi chất phụ da, thiếu máu, cellulosa, nước có oxy, hydrosulfit natri. Cậu ta cũng tới đứng trước tấm bảng, cầm bút dạ lên và vẽ một hình dấu ngoặc nối hai dòng đầu tiên với nhau. Cái thứ mực đậm đặc và nhớt dính mà cô bạn cậu nôn ra là loại mực được dùng trong các động cơ quay khi in, đặc biệt là trong quá trình in sách của cậu. Vậy à? Còn cellulosa, đó là thành phần chính tạo ra gỗ, đúng thế không? Mà gỗ thì dùng để tạo ra... đồ gỗ. Bột giấy. Cậu ta vừa chữa lại, vừa điền thêm vào phần ghi chú của bác sĩ Philipson. Còn về nước có oxy và hydrosulfit, thì đó là hai hợp chất người ta dùng để tẩy. Giấy, đúng không? Thay cho câu trả lời, cậu ta quay tấm bảng trong mờ về phía tôi. Sắc tố màu, dung môi chất phụ da, tạo thành mực in, thiếu máu, cellulosa, giấy, nước có oxy, hydrosulfit natri, chất tẩy trắng. Trước hết, tớ chẳng hề muốn tin cái câu chuyện về cô nhân vật chính nhảy từ trong sách ra của cậu đâu, Tom ạ. Nhưng tớ buộc phải thừa nhận một điều, cô bạn của cậu đang dần trở lại là một cô nàng bằng giấy. Cậu ta nhìn lơ đãng một thoáng, rồi vẽ nốt cái sơ đồ của mình. Mực in, giấy, chất tẩy trắng, tạo thành sách. Thế giới tưởng tượng đang dần lấy lại quyền lực của mình, cậu ta kết luận. Giờ đây, cậu ta cứ đi đi lại lại trong phòng, hoa chân múa tay. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta bồn chồn đến vậy. Bình tĩnh đi, tôi xoa dịu cậu ta. Theo cậu thì thực ra chuyện này có nghĩa là thế nào? Sự việc rõ như ban ngày, Tom ạ. Nếu Billy là một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết, thì đơn giản là cô ấy không thể sống được trong thế giới thực. Như kiểu cá không thể sống thiếu nước. Chính xác. Cậu có nhớ những bộ phim bọn mình vẫn xem khi còn nhỏ không? Tại sao anh bạn ngoài hành tinh trong phim E.T. lại bị ốm? Vì nó không thể sống xa hành tinh của mình quá lâu được. Tại sao nàng tiên cá trong Blast không sống trên cạn được? Tại sao con người lại không sống được dưới nước? Tại sao con người lại không sống được dưới nước? Đó là bởi vì cơ thể mỗi loài có cấu tạo khác nhau, không thể thích nghi với mọi loại môi trường được. Lập luận của cậu ta khá vững vàng, chỉ trừ một điểm. Billy vừa ở bên tớ 3 ngày, và tớ có thể đảm bảo với cậu là cô ấy tràn đầy sức sống, không hề có vẻ gì là không hợp với cuộc sống thực cả. Tại sao đột nhiên cô ấy lại suy sụp như vậy? Đó đúng là một điều bí ẩn, cậu ta nhận bộ. Milo là một người lý tính, chỉ ưa những điều hợp logic. Cậu ta cau có ngồi lại xuống ghế, bắt chéo chân rồi lại tiếp tục với những ý tưởng của mình. Cần phải bắt đầu từ cổng vào để lần ra mọi chuyện, cậu ta lẩm bẩm. Đó là lỗ hổng mà một nhân vật trong thế giới tưởng tượng có thể bước qua để vào thế giới thực của chúng ta. Tớ đã nói với cậu nhiều lần rồi, Billy ngã xuống từ một dòng, ngay giữa một câu văn giang dở. Tôi giải thích cho cậu ta, nhắc lại chính câu nói mà Billy đã dùng trong lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. À, đúng rồi, lô 100.000 bản sách bị bỏ trắng phân nửa số trang, đó chính là cổng vào của cô ấy. Về chuyện này, tớ tin chắc là lô sách ấy đã được hủy.
Cậu ta há hốc miệng, bỏ lỡ câu nói rồi cuống quýt lấy điện thoại ra. Tôi thấy cậu ta lướt qua hàng chục thư điện tử, rồi sửa lá thư cậu ta muốn tìm. Lúc mấy giờ thì Billy bắt đầu thấy không ổn? Cậu ta hỏi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Khoảng gần nửa đêm, lúc tớ quay lại phòng. Tức là khoảng 2 giờ sáng, giờ New York đúng không? Ừ, vậy thì tớ đã hiểu căn bệnh của cô ấy bắt nguồn từ đâu rồi. Cậu ta khẳng định rồi chìa cho tôi chiếc iPhone. Trên màn hình, tôi thấy lá thư nhà xuất bản gửi cho Milo. Người gửi: Obed Brown a.com. Chủ đề: xác nhận việc hủy sách in lỗi. Thời gian: mùng 9 tháng 9 năm 2010, 2:03. Người nhận: Milo Lombardo a.gmail.com. Ông Lombardo, tôi xin xác nhận lại với ông rằng toàn bộ số sách in lỗi trong loạt ấn phẩm đặc biệt in tập 2 của bộ Hội Thiên Thần của Tomboy đã được hủy. Số lượng sách hủy: 99.999. Việc hủy sách đã được tiến hành ngày hôm nay từ lúc 8 giờ tối đến 2 giờ sáng tại trạm hủy sách thuộc nhà máy Seabat Brooklyn, New York, dưới sự giám sát của nhân viên tư pháp. Xin gửi lời chào trân trọng, A. Brown. Cậu thấy thời gian bức thư được gửi đến chưa? Rồi, tôi thừa nhận, nó trùng khớp với thời điểm Billy bắt đầu thấy khó chịu. Cơ thể Billy phụ thuộc trực tiếp vào những bản sách in lỗi, cậu ta nói rằng từng tiếng. Và hủy những bản sách ấy là chúng ta đang giết cô ấy. Cả hai chúng tôi đều thấy kích thích quá độ và hoảng sợ trước phát hiện của mình. Đặc biệt là chúng tôi cảm thấy bất lực trước một tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Nếu chúng ta không làm gì, cô ấy sẽ chết. Thế cậu muốn làm gì? Cậu ta hỏi tôi. Họ đã hủy toàn bộ số sách in lỗi rồi. Không, nếu thế thì cô ấy đã chết rồi. Ít nhất vẫn còn một quyển chưa bị hủy. Quyển mà nhà xuất bản gửi cho tớ và tớ đã đưa cho cậu. Cậu ta hét lên. Cậu để đâu rồi? Tôi cố lục lọi trong ký ức. Tôi nhớ là đã đọc nó vào cái buổi tối Billy xuất hiện trong bếp nhà tôi với ướt đẫm. Sau đó, sáng hôm sau tôi cũng xem lại một chút ngay trước khi cô ấy chỉ cho tôi xem hình xăm trên người. Rồi tôi không tập trung nổi. Trong đầu tôi, mọi thứ chợt hiện ra rồi lại tan biến ngay. Rồi chúng tôi cãi cọ nhau và trong cơn tức giận, tôi đã lảng quyển sách vào thùng rác trong bếp. Thật rắc rối, Milo thở dài đánh thượt sau khi tôi giải thích cho cậu ta biết bản sách cuối cùng ở đâu. Tôi dụi dụi mắt, tôi cũng đang sốt, do chỗ bong gân giờ đây đang đau tới mức không chịu nổi. Do mấy gã Mexico đã cho tôi một trận hủy tử trong quán bar gần nhà nghỉ. Do cái cơ thể thiếu thuốc của tôi, do cú đấm mà gã kia trong cơn tức giận đã bất thình lình giáng vào tôi. Do nụ hôn bất ngờ và đầy cảm xúc của cô gái kỳ lạ đã làm đảo lộn cuộc đời tôi. Bị cơn đau nửa đầu hành hạ, tôi tưởng đầu mình như một quả địa cầu bên trong chứa dung nham nóng chảy đang sôi sục. Giữa đống bùn đen lộn xộn ấy, một ý nghĩ chợt hiện ra. Tớ phải gọi cho bác giúp việc để bác ấy không vứt quyển sách đó đi, tôi nói với Milo. Cậu ta đưa điện thoại cho tôi và tôi gọi cho Teresa. Rồi thay, bà ấy thông báo là đã vứt rác 2 ngày trước. Milo hiểu ngay ra sự việc và nhăn mặt. Thế giờ thì cuốn tiểu thuyết ở đâu? Tại một trung tâm phân loại rác, sắp bị đốt ra cho hay tái chế. Có thể một ai đó đã nhặt được nó trên phố. Cần phải tìm lại quyển sách ngay. Nhưng thế thì khác gì mò kim đáy bể. Dù thế nào chăng nữa, thì có một điều chắc chắn là cần phải tìm ngay. Vậy sinh mệnh English chỉ còn phụ thuộc vào một cuốn sách. Always on my mind. Yêu một người cũng tức là yêu niềm hạnh phúc của người ấy. François Sagan. Billy vẫn còn ngủ. Milo đã đi báo cho Caroline và chúng tôi hẹn gặp nhau sau 2 giờ nữa tại thư viện khách sạn để tra cứu vài thứ và thiết lập kế hoạch hành động. Khi đi qua sảnh, tôi bất ngờ gặp Aurori đang thanh toán ở quầy lễ tân.
mái tóc cố tình làm rối, đeo kính râm. Nàng ăn mặc theo phong cách du mục hoài cổ, váy ngắn, áo blue rông da, bốt cao gót và túi du lịch kiểu cổ. Phụ nữ mà mặc như thế thì đa số sẽ là quá lố, nhưng với nàng thì không chê vào đâu được. Em đi à? Tối mai em có một buổi hòa nhạc ở Tokyo. Tại Kyohan à? Tôi hỏi, chính bản thân tôi cũng thấy ngạc nhiên khi mình vẫn còn nhớ tên địa điểm nơi nàng đã biểu diễn khi tôi đi cùng nàng trong chuyến lưu diễn đến Nhật. Mắt nàng sáng lên. Anh còn nhớ chiếc Plymouth Fury cũ kỹ anh đã thuê lái không? Chúng ta vất vả lắm mới tìm ra nơi biểu diễn. Và em chỉ đến trước khi màn độc tấu bắt đầu đúng 3 phút. Khi lên sân khấu, em vẫn còn thở không ra hơi vì đã phải chạy. Dù vậy, em vẫn chơi rất hay. Và sau buổi hòa nhạc, chúng ta đã phóng cả đêm đi xem địa ngục sôi sục của Beppu. Chú thích. Nằm trên một hòn đảo có núi lửa và toàn núi đá của Kyushu, thành phố Beppu nổi tiếng với hàng nghìn suối nước nóng, đã biến nơi đây thành thành phố nóng nhất thế giới. Gợi lại chuyện hồi ấy khiến cả hai chúng tôi cùng lặng đi vì nuối tiếc. Phải, chúng tôi cũng đã có những giây phút hạnh phúc, bay bổng và chúng cũng không phải đã xa lắm. Aurori mở lời xin lỗi về cách cư xử của Rafael Barros để xua tan đi khoảng lặng, khiến chúng tôi thấy vừa bối rối vừa thú vị. Đêm hôm ấy, nàng đã gọi cho tôi để hỏi thăm, nhưng tôi không có trong phòng. Trong lúc một nhân viên phục vụ tầng lo đám vali của nàng, thì tôi kể ngắn gọn cho nàng nghe chuyện đã xảy đến với Binley. Nàng chăm chú lắng nghe. Tôi vẫn biết mẹ nàng đã qua đời khi mới 39 tuổi vì bị ung thư vú, nhưng phát hiện quá muộn. Sau cái chết đột ngột ấy, nàng hay mắc chứng hoang tưởng, lúc nào cũng quá lo lắng tới sức khỏe của mình và người thân. Nghe có vẻ thực sự nghiêm trọng đấy. Anh hãy đưa ngay cô ấy tới chỗ một bác sĩ giỏi. Nếu anh muốn, em có thể giới thiệu với anh một người. Ai thế? Giáo sư Jean-Baptiste Clausy, một bác sĩ chuẩn đoán bệnh cực kỳ chính xác, giống như kiểu Dr. House của Pháp. Ông ấy là trưởng khoa tim mạch tại Paris và dành phần lớn thời gian để nghiên cứu vì trái tim nhân tạo. Nhưng nếu anh đến theo lời giới thiệu của em, thì ông ấy sẽ gặp anh. Người tình cũ của em à? Nàng ngước mắt lên trời. Ông ấy rất mê nhạc và thường tới xem em biểu diễn tại Paris. Và nếu gặp ông ấy, anh sẽ thấy là ông ấy chẳng đẹp trai như Hugh Laurie đâu. Nhưng đó là một thiên tài đấy. Vừa nói, nàng vừa mở chiếc Blackberry ra rồi bắt đầu tìm trong danh bạ số của vị bác sĩ. Em sẽ gửi số cho anh. Nàng nói khi bước lên ô tô. Một nhân viên đóng cửa xe lại và tôi đứng nhìn chiếc ô tô đi xa dần về phía cửa chính, dẫn vào khu liên hợp khách sạn. Nhưng sau khoảng 50 mét, chiếc taxi dừng lại giữa lối đi, rồi Aurori chạy lại chỗ tôi, khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn. Trước khi đi, nàng lấy từ trong túi ra chiếc máy nghe nhạc kỹ thuật số, rồi đưa cho tôi, sau khi đã áp tai nghe vào tai tôi. Vị lưỡi nàng như vẫn còn đọng lại trên môi tôi, còn trong đầu tôi là giai điệu và lời bài hát nàng đã bật sẵn. Bản hay nhất của Elvis mà tôi đã tặng nàng khi chúng tôi yêu nhau, đủ để tặng nhau bài hát. Có thể anh đã không đối xử tốt với em, như anh phải thế. Có thể anh đã không yêu em, nhiều như anh có thể. Nhưng lúc nào anh cũng nghĩ tới em, lúc nào anh cũng nghĩ tới em.
Các bạn đang nghe truyện ngắn audio trực tuyến trên kênh YouTube Truyện Hay. Hãy nhấn theo dõi kênh để cập nhật những truyện ngắn hay nhất hàng ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong truyện sắp tới. Chúc các bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc.